Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Chương 56, Tiêm Tiêm Vào ngày 5 tháng 5 ở Thịnh Kinh, dưới cầu Lạc Nguyệt có cuộc đua thuyền rồng. Thời đó người ta rất thích tắm bằng nước hoa lan vào buổi trưa Tết đoan ngọ. Người ta nói rằng một ngụm nước vào buổi trưa sẽ là liều thuốc bổ tốt nhất, không cần dùng thuốc trong 3 năm. A Thành sách thùng gỗ đi ra ngoài, chuẩn bị buổi trưa đi lấy nước giếng pha trà. Ngân tranh ngồi trong cửa hàng gói bánh ú, còn Đỗ Trường Khanh thì dựa vào ghế, yếu ớt nhắc nhở Lục Đồng đang ngồi trước tù thuốc, Lục Đại Phu, chúng ta đã một tháng không kiếm được đồng nào rồi. Lục Đồng không nói gì, tiềm tiềm vẫn không có ai hỏi đến. Năm lượng bạc là một cái giá quá cao đối với người bình thường. Ngoài ra, Bản thân trà thuốc này không chữa được các bệnh mãn tính như nghẹt mũi, cũng khiến mọi người có chút hoài nghi. Về phần vị khách hàng cũ Hồ Viên ngoại thì lại không có hứng thú với loại trà thảo mộc có thể dùng để dưỡng da và giảm cân này. Dù có muốn ủng hộ việc kinh doanh của y quán cũng không được, y quán trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Độ kiên nhẫn của Đỗ Trường Khanh có hạn, nhìn thấy tiền mỗi ngày chỉ ra mà không vào, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Lục Đồng lại còn bướng bỉnh không chịu đổi thuốc khác, Đỗ Trường Khanh chỉ dám phàn nàn vài câu. Thực sự thì bất lực không làm được gì. Vừa lúc hắn đang nói, cuối con đường dài có một bóng người từ xa chạy tới. đang là giữa trưa mùa hè, hôm nay lại là Tết Đoan Mỏ, toàn bộ người dân trong thành đều đi xem thuyền rồng dưới cầu Lạc Nguyệt rồi. Phố Tây vắng tanh, đột nhiên xuất hiện một bóng người như vậy, thật kỳ lạ. Bóng người đó chạy qua con đường dài dưới ánh mặt trời thiêu đốt, đi thẳng đến Nhân Tâm Y quán, xông vào trong cửa hàng. Lục Đồng chưa kịp nói gì, người đó đã hét to, "Trà thuốc! Ta muốn hai lọ trà thuốc." Đỗ Trường Khanh phịch một tiếng đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh về phía trước, mỉm cười ấm áp với vị khách duy nhất trong tháng này, "Xin hỏi khách quan cần trà thuốc gì?" Người tới là một phụ nhân sắc sảo, dáng người hơi mập mạp, không nói gì chỉ chỉ vào chiếc lọ sứ trắng giấu giữa những bông hoa lựu, chính là nó. Tiêm tiêm, đỗ trường khanh sừng sốt. Loại trà thảo dược này đã nằm trong y quán gần một tháng mà không có ai để ý tới. Những bông hoa lựu mà A Thành hái đã héo, chỉ còn lại những cành khô trơ trụi trước tủ thuốc, chiếc bình sứ trắng trang trí bằng giấy màu hồng trông thật tội nghiệp. Trà thảo mộc này, đỗ trường khanh muốn giải thích. Phụ nhân ngắt lời hắn, uống vào có thể giảm cân, ta biết. Thấy vậy, Ngân Tranh bước tới mỉm cười hỏi, sao đại tỷ lại biết uống trà này có thể gầy đi? Có ai nói với tỷ sao? Phụ nhân nọ đáp, làm gì có ai nói với ta? Là ta tận mắt nhìn thấy. Đới tam lang bán thịt lợn ở cổng miếu phía đông thành, ban đầu hắn béo như lợn, nhưng sau khi uống trà thuốc của các cô, bây giờ hắn đã trở thành Mỹ Nam Tử rồi bởi vì hôm nay rất nhiều người bán hàng trên phố tây đều đi xem thuyền rồng nên cửa hàng bên cạnh cũng ít mở thợ may cách đang tựa cửa uống trà nheo mắt hóng chuyện hắn không tin nói nói nhảm đới tam lang ai mà không biết vòng eo của hắn còn rộng hơn cái thùng rác nhà ta sao có thể là mỹ nam tử được phụ nhân kia liếc nhìn bộ dáng lười biếng của thợ may cách cười khẩy còn không phải sao tên đó bây giờ đã khác xưa rồi ngay cả quá phụ tôn cũng vội vàng nói chuyện với hắn. Nếu không tin thì ngươi tự đến cổng miếu phía đông thành mà nhìn xem. Nàng ta nói lời này kiên quyết đến nỗi thợ may cách nghẹn họng, nhất thời không thể trả lời. Đỗ trường khanh còn muốn nói chuyện, ngoài cửa lại có người truyền đến thanh âm, ta làm chứng, nàng không có nói bậy. Mọi người quay lại thì thấy người tới là tống tàu tử, trên tay cầm một chiếc giỏ tre đang thở hồn hển người còn chưa đến nơi nhưng giọng nói đã truyền đến, ta và Tôn muội muội cùng nhau đi đến cửa hàng đới ký, đới tam lang đó bây giờ đẹp trai lắm, còn anh tuấn hơn cả chủ tiệm Đỗ Cơ. Đỗ Trường Khanh, cửa hàng giày lụa của Tống Tẩu ở đây, người bán hàng ở phố Tây đều quen biết, nàng cũng không phải là người hay nói phết, trong lúc nhất thời mọi người đều nghi ngờ nhìn nàng hỏi, không thể đâu. Đới tam lang đó trông giao sao mọi người đều biết, sao có thể biến thành mỹ nam tử? Tống Tổ tử cũng không thèm để ý, lao vào Nhân Tâm Y Quán, nói với Lục Đồng: "Lục đại phu, muội muội bên ngoại nhà ta nhờ ta mua cho con gái muội ấy một lọ, cô còn không?" "Có." Lục Đồng từ trong tủ thuốc lấy ra một lọ đưa cho nàng, bảo Đỗ Trường Khanh cân bạc. Đỗ Trường Khanh trong nháy mắt thực hiện hai giao dịch, hắn còn đang choáng váng, nhưng còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau sự kinh ngạc to lớn này, hắn đã nghe thấy giọng nói của a thành từ cuối đường dài truyền đến ông chủ ông chủ ơi thiếu niên kéo một cái thùng gỗ từ phía cuối đường chạy tới giống như có người đuổi theo phía sau hắn một hơi chạy đến nhân tâm y quán đỗ trường khanh nhìn chiếc thùng rỗng trong tay hắn nghi hoặc hỏi không phải ngươi đi lấy nước sao nước đâu a thành lau mồ hôi trên trán run rẩy nói thật đáng sợ có gì đáng sợ tiểu nhân vừa đi đến cái giếng ở đầu đường một nhóm người đột nhiên tiến tới hỏi nhân tâm y quán đi đường nào tiểu nhân mới nghĩ hay là dẫn đường cho họ ai ngờ đâu dẫn đường xong nghe vậy đỗ trường khanh càng thêm bối rối dẫn đường xong rồi sao người đi mất rồi à vừa dứt lời hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn ở phía xa con phố dài khi mọi người nhìn lên Họ thấy trên con đường vốn dĩ vắng vẻ này đột nhiên xuất hiện một đám đông đang lao tới. Đám đông này có cả nam cả nữ, ai nấy đều có thân hình to lớn mập mạp, chạy tới nỗi rung cả đường, một nhóm người như điên chạy về phía y quán, vừa chạy vừa hô lớn, "Tiêm tiêm, để cho ta hai lọ tiêm tiêm. Ta đến trước, ta muốn." "Cút ra, ta tới trước, chủ quán, bán cho ta trước." Ngân tranh sửng sốt, Lục Đồng quyết định rất nhanh chỉ nói đóng cửa rồi kéo cửa lại một tiếng rầm vang lên giống như có người đập cửa phát ra tiếng động lớn sau đó vang lên tiếng rầm 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 kèm theo những tiếng la hét hỗn loạn mua thuốc chúng ta muốn mua thuốc mở cửa đi sao lại đóng cửa đừng trốn nữa ra ngoài bán hàng đi đừng trốn trong đó im lặng nữa vô số người tụ tập trước cửa y quán đập mạnh vào cửa từ vắng vẻ đến điên cuồng dường như chỉ diễn ra trong chốc lát ngân tranh có chút ngạc nhiên nhưng lục đồng lại tỏ ra bình tĩnh chỉ có a thành bất lực nhìn đỗ trường khanh đỗ trường khanh nuốt khan quả nhiên đáng sợ sự hỗn loạn trước cổng nhân tâm y quán kéo dài rất lâu lục đồng đợi người bên ngoài bình tĩnh lại một chút mới mở cửa không ai ở nhân tâm y quán nhìn thấy đới tam lang người bán thịt lợn ở cổng miếu phía đông thành bây giờ trông như thế nào. Nhưng có lẽ người này thực sự khác trước. Nếu không bây giờ đã không có nhiều người vì chứng kiến thay đổi của đới tam lang mà tới mua thuốc như thế này. Số người mua thuốc nhiều hơn Đỗ Trường Khanh dự đoán. Số lượng tiêm tiêm do lục đồng làm cách đây vài ngày đã bán hết trong nháy mắt, chỉ còn lại những cành lựu chơi trụi đông đưa. Một người đàn ông mập mạp bất đắc dĩ tìm kiếm trong cành lựu hồi lâu, cuối cùng cũng không tìm thấy chiếc bình nào còn sót lại, đáng thương nhìn lục đồng, lục đại phu. Lục đồng nói, đừng lo lắng, mấy ngày tới ta sẽ làm thêm một mẻ tiêm tiêm nữa. Người đàn ông ban đầu rất chán nản, nhưng khi nghe điều này, mắt hắn liền sáng lên và vui vẻ đồng ý. Thấy vậy, những khách hàng phía sau chưa mua được đã dặn lục đồng làm thêm nhiều một chút, hoặc trả tiền trước để chắc chắn mình sẽ có phần, tránh việc không tranh mua được. Ngân tranh dỗ dành hứa hẹn mãi, cuối cùng những người này cũng đi, đồng thời đóng cửa cửa hàng dưới con mắt ghen tị của những người hàng xóm trên phố Tây. Trời đã gần tối, đèn lồng trong cửa hàng đã được thắp sáng từ sớm. Đỗ Trường Khanh cẩn thận lấy hộp sắt ra, cầm một nắm bạc kiếm được hôm nay, để những hạt bạc chảy ra từ ngón tay, vẫn còn nghi ngờ mình có phải đang mơ hay không. Ngân tranh đi tới, nhất thời không nói nên lời, nói ta đã đếm ba lần. Đỗ chủ tiệm, hôm nay bán được 50 bình tiêm tiêm, đây là 250 lạng bạc, trừ đi 100 lượng tiền nguyên liệu huynh đưa cho cô nương từ hôm trước, hôm nay kiếm được 150 lạng bạc. 150 lượng. Đỗ Trường Khanh ngồi ở trên ghế lẩm bẩm mấy câu, đột nhiên xoay người nắm lấy góc váy của Lục Đồng, ngẩng đầu nhìn nàng như đang nhìn thần tài, "Lục đại phu, cô quả thực là vị cứu tinh vĩ đại của Nhân Tâm Y Quán." là bồ tát sống của đỗ trường khanh ta lục đồng đưa tay kéo lại góc váy đang nằm trong tay hắn ra đáo đáng tiếc hôm nay không có thêm trà thuốc rồi không sao đâu đỗ trường khanh vỗ đùi đẩy hộp sắt về phía lục đồng số tiền này cô cầm đi chúng ta làm thêm nhiều một chút nếu không đủ tiền thì ta vẫn còn chúng ta có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu tranh thủ mấy ngày này kiếm một mớ thật lớn sự u ám mấy ngày qua đã biến mất trong mắt và lông mày hắn tràn ngập niềm vui a thành trừng mắt nhìn hắn chủ tiệm ngài không phải nói là hết tiền rồi sao đỗ trưởng khanh mắng hắn người biết cái gì nếu ta không nói thế lỡ tiêu hết sạch tiền rồi thì phải làm sao trong nhà nhất định phải có một người giữ tiền chứ a thành không thể nghe nổi ngân tranh nhịn không được nhưng sáng nay huynh vừa thuyết phục cô nương bán loại thuốc khác ta lúc đó có mắt không thấy thái sơn, có mắt như mù, lục cô nương đương nhiên sẽ không chấp ta đâu. Đỗ trưởng khanh có thể co, có thể duỗi, lại thở dài, những người đó khen ngợi đới tam lang nhiều đến mức ta cũng muốn gặp hắn thử, nói cái gì mà có thể so sánh với sự anh vũ của ta, bịa chuyện gì không biết. Chỉ trong một tháng mà có thể giảm cân trở thành Mỹ Nam Tử Á. Cô nương nói uống trà thuốc có thể giúp giảm cân, đương nhiên có thể giảm cân đỗ trường khanh xua tay nhưng vốn ta vốn tưởng rằng ở thịnh kinh chỉ có phụ nữ mới yêu cái đẹp không ngờ đàn ông cũng như vậy lục đồng nói có lẽ không phải vì yêu cái đẹp dù sao lời đàm tiếu của người khác đều đáng sợ nàng rút cành lựu khô từ trong bình hoa ra bất kể là nam hay nữ đều không thích bị chỉ trích sau lưng có lý đỗ trường khanh gật đầu nhìn lục đồng suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi lục đại phu cô trước đây đã làm loại trà thảo mộc này rồi sao lục đồng ngước mắt lên đỗ trường khanh sờ sờ mũi bằng không làm sao cô có thể khẳng định loại trà thảo dược này rất hữu hiệu ta chưa từng thấy cô thử thuốc lục đồng gom những cành lựu khô lại nói ta đã từng làm rồi sau đó ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sáng ngời của ba người trong phòng nàng dừng lại suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi nói khi ta học y với sư phụ khoảng 5-6 năm, năm trước, có một vị phu nhân đến gặp sư phụ ta và muốn sư phụ chế ra một loại thần dược để nàng ấy gầy đi. Lục đồng ngồi xuống ghế, trong tay vẫn cầm cành lửu. Vị phu nhân đó và trượng phu kết hôn nhiều năm, rất hòa thuận và yêu thương nhau, cũng đã có với nhau mấy mụn con. Nàng ấy kể, khi còn trẻ, nàng có thân hình mảnh mai, ngoại hình nổi bật. Chỉ là quanh năm lo việc nhà, không có thời gian chăm sóc bản thân nên khi để ý lại đã thấy mình già nua, thân hình nặng nề, rất khó coi. Ba người trong phòng không nói gì, im lặng nghe nàng nói. Trượng phu của nàng có ý định nạp thiếp. Người thiếp đó xinh đẹp diễm lệ, cũng thướt tha duyên dáng, hoàn toàn trái ngược với nàng. Nàng đối với trượng phu vừa yêu vừa hận, hận vì hắn quá bạc tình, quên đi thê tử đã vì hắn mà hy sinh cả thanh xuân xinh đẹp nhưng vẫn yêu hắn vì trung quy hắn vẫn còn chút tình cảm cũ với nàng. Vì người thiếp mà hắn nạp, về cả ngoại hình, cử chỉ và nụ cười đều giống như nàng năm 18 tuổi. Cho nên nàng tìm đến sư phụ của ta, hy vọng người có thể chế ra một loại thần dược cho nàng, uống xong, vòng eo sẽ thon thả, uyển chuyển như liễu, để có thể chiếm lại trái tim của chồng. Sư phụ giao cho ta nhiệm vụ này, yêu cầu ta chế tạo loại thuốc này cho nàng. Trong nhà ánh đèn mờ mờ, gió từ sân nhỏ thổi qua rèm, thổi ngọn lửa sắp tắt. Ánh mắt Lục Đồng dần dần chìm vào suy tư. Nàng vẫn nhớ rõ dáng vẻ của phu nhân đó, nàng ấy mặc một chiếc váy dài màu nâu sẫm, cũ kỹ. Bởi vì đường trên đỉnh Lạc Mai trơn trượt nên trên váy có rất nhiều bùn đất, nhìn qua là biết do trên đường đi bị trượt chân ngã. Phu nhân lấy chiếc hộp bạc từ trong tay ra, những thỏi bạc trong đó được cọ sát đến mức sáng bóng khi nàng nhận lấy bạc chúng vẫn còn hơi ấm phu nhân mệt mỏi bụi bặm nhìn vân nương như nhìn vào tất cả hy vọng trên đời tuy nhiên phí khám bệnh của vân nương rất đắt chỉ có trăm lạng bạc thì không đủ để mời vân nương điều thuốc cho sau khi bị vân nương từ chối phu nhân dường như mất hết sức lực và ngã gục xuống đất lục đồng đứng một bên trong lòng cũng cảm thấy tiếc thương cho người này có lẽ nhìn thấy sự đồng cảm trong mắt Lục Đồng, Vân Nương cười nhìn nàng, "Tuy ta không thể làm thuốc cho cô, nhưng nha đầu này lại có thể, hay là cô hỏi cô bé thử xem?" Người phụ nữ giật mình, vô thức nhìn Lục Đồng, trong mắt lại dâng lên hy vọng. Bị nhìn bằng ánh mắt như vậy, Lục Đồng khó mà từ chối, hồi lâu, cuối cùng khó nhọc gật đầu, "Ta thử xem." Nàng nhận phí Trần Bệnh của phu nhân nọ, sau đó chăm chỉ từ sáng đến tối để làm thuốc cho phu nhân đọc vô số sách y học thử uống vô số nước thuốc thậm chí ban đêm nằm ngủ cũng mơ đến Vân Nương thích thú nhìn nỗ lực của nàng ánh mắt không rõ là cảm xúc gì cho đến sau này sau đó thì sao A Thành nghe đến say mê thấy Lục Đồng không kể tiếp không nhịn được hỏi Lục Đồng tỉnh táo lại dừng một chút nói sau đó ta đã làm ra loại thuốc này đưa cho nàng ấy. Sau khi uống trà thảo mộc thì nàng ấy trở nên vô cùng xinh đẹp à. Sau đó trượng phu của nàng ấy có hồi tâm chuyển ý không? A à, thành sốt ruột. Lục Đồng trầm mặc một lát, không có. A à, thành sừng sốt. Nàng ấy uống trà thảo dược xong, quả thực đã gầy đi rất nhiều. Nhìn từ phía sau, nàng ấy trông giống như một cô nương trẻ chưa xuất giá. Nhưng mà trượng phu của nàng không hề hồi tâm chuyển ý vẫn nạp thiếp sao lại thế a thành không nhịn được tức giận nói nàng đã trở nên xinh đẹp rồi sao trượng phu còn nạp thiếp nữa ngân tranh cười khẩy nàng ấy chỉ gầy đi thôi nhưng dù sao cũng không lộng lẫy động lòng người như người mới huống chi bọn đàn ông cho dù có được thiên tiên thì cũng có thể thay lòng đổi giả chỉ một phương trà thuốc thì làm sao mà cứu vãn được người ta yêu vì tướng mạo khi sắc tàn thì tình yêu cũng nhạt tình cảm không còn thì ân nghĩa cũng cạn ân nghĩa phu thê làm sao so được với niềm vui mới đồng ý đỗ trường khanh gật đầu đàn ông đều không phải thứ tốt đẹp gì khi đã tìm tiểu thiếp thì còn nói gì đến tình xưa nghĩa cũ a à, thành bực bội sao lại thế này hắn ngừng đầu hỏi lục đồng sau đó vị phu nhân đó thế nào rồi ta không biết thật lâu sau lục đồng mới đáp Ta không gặp lại nàng ấy." "Ai." A Thành thở dài một hơi, có chút tiếc nuối. Sau khi nghe được một câu chuyện không mấy vui vẻ, niềm vui kiếm tiền trước đó của mọi người đã bị tan đi rất nhiều. Sau khi tổng kết số lượng trà thuốc sẽ được sản xuất và bán trong cửa hàng trong vài ngày tới, Đỗ Trường Khanh cùng A Thành rời đi. Ngân Tranh đang bận rộn trong sân, tìm dược liệu tối nay dùng, lần lượt bỏ vào giỏ tre. Lục đồng trở về trong sân nhỏ phía sau, bóng cây hoa mai trước cửa sổ rơi xuống trên bàn. Một nắm cành lựu khô héo được đặt trên bàn, trông gầy gò và lạnh lẽo. Lục đồng nghịch nghịch bắc đèn, đặt một nắm cành khô nhỏ lên mọn đèn dầu, mọn lửa phát ra âm thanh lách cách thiêu đốt, một mùi khét tỏa ra từ mọn đèn dầu, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Nàng cục mắt xuống. Thực ra, sau đó nàng đã gặp lại vị phu nhân đó. Phu nhân sau khi uống trà thuốc đã gầy đi, lại quay trở lại đỉnh Lạc Mai, Lục Đồng lại gặp nàng một lần nữa. Nàng không còn mập, thậm chí có thể gọi là gầy gò, thân hình mỏng manh của nàng lọt thỏm trong áo choàng, giống như một cành lựu khô héo, trên cành không có hoa đẹp, chỉ có héo úa và tàn lụi. Rõ ràng là nàng ấy đã đạt được điều mình mong muốn, nhưng đôi mắt nàng ấy trông còn tuyệt vọng hơn trước. Nàng ấy đã bỏ ra hết tiền bạc Muốn Vân Nương làm cho mình một loại thần dược để cải lão hoàn đồng, hy vọng có thể dùng nó để quay lại thủa ban đầu. Nhưng trên đời này làm gì có phương thuốc thần kỳ nào có thể cải lão hoàn đồng, Vân Nương mỉm cười đẩy bàn tay đang cầm bạc ra. Sắc mặt phu nhân tái mét. Kỳ thực cũng không cần phiền toái như vậy, muốn chiếm lại trái tim của trượng phu thì rất đơn giản. Vân Nương đưa tay ra, đưa một chiếc bình sứ trắng như tuyết, nhỏ giọng nói vào tay phu nhân trong đây là một loại thuốc độc, không màu không mùi, dùng một tháng ắt người đó sẽ chết, sẽ không bị ai phát giác. Vân Nương buông tay ra, cúi đầu nhìn nữ tử ngơ ngác, nhẹ giọng nói, hắn chết rồi thì sẽ không thay lòng đổi giả. Lục Đồng đứng sau nhà nhìn phu nhân loạn choạng đi xuống núi, trong tay nàng ấy ôm chặt chiếc lọ sứ. Một tháng sau, Lục Đồng nghe tin có một người phụ nữ ở chân dưới chân núi đầu độc chồng rồi nhảy xuống giếng nàng chạy về nhà khi đó vân nương đang làm món gà hấp rượu trong phòng bếp tràn ngập mùi thơm sảng khoái của rượu êm dịu và mùi gà hấp nhưng lục đồng lại cảm thấy buồn nôn vân nương cầm đũa xoay người mỉm cười nhìn nàng tựa như đang xem một vở kịch khập khiễng và buồn cười cuối cùng nàng hỏi đã nhìn rõ chưa lục đồng không nói chuyện vân nương bình tĩnh nói thuốc không cứu được người nhưng độc thì có thể thuốc không thể chữa lành được cho con người, nhưng thuốc độc thì có thể. Phía trên ngọn lửa bập bùng, cành hoa lựu cuối cùng đã tàn, để lại trên bàn một vết cháy đen, không còn thấy dấu vết huy hoàng ban đầu. Ngân tranh trong sân hét lớn, cô nương, dược liệu đã phân loại xong rồi. Lục đồng đáp lại, dọn dẹp cho tàn rồi cầm đèn dầu bước ra khỏi nhà. Có lẽ tiêm tiêm không phải là thuốc, mà là thuốc độc. Cũng giống như chính nàng, nàng chưa bao giờ là một đại phu chữa bệnh cứu người. chương 57, Điện soái đòi nợ. Dù sao đi nữa, sự cố gắng mấy ngày nay của lục đồng cuối cùng cũng đã được đền đáp. Tiêm tiêm trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Đới tam lang ở cổng miếu phía đông thành đã biến đổi từ một người đàn ông béo ích, bụng vệ thành một mỹ nam tử anh dũng trong vòng chưa đầy một tháng. Điều này đã khơi dậy sự tò mò, vô số người kéo đến xem sau khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của đới tam lang, lại thêm tống tẩu ở tiệm giày lụa thêm mắm dặm muối, tiêm tiêm ở nhân tâm y quán khó có thể không nổi tiếng. Hàng ngày có rất nhiều người đến đây mua thuốc, đỗ trường khanh thậm chí còn đếm tiền đến mức mỏi tay. Ngay cả tiệm thịt đới ký cũng trở nên nổi tiếng, đới tam lang còn được tiếng thơm là phan An thịt lợn, nghe nói số người đến để gặp hắn có thể xếp hàng từ đầu phố đến tận cuối phố đông danh tiếng này cũng truyền đến tai đồng phu nhân, phu nhân của Thái Phủ Tự Khanh. Trong phủ của Thái Phủ Tự Khanh ở Thịnh Kinh, lục đồng cất hộp thuốc rồi nói với người trước mặt, gần đây mạch tượng đã khá hơn rất nhiều, ho và hen duyễn cũng hiếm khi phát bệnh. Đồng thiếu ra, để ta đổi cho ngài một toa thuốc mới, yên tâm uống thuốc nửa năm. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sau này sẽ không cần uống thuốc nữa. Đối diện nàng là Đồng Lân, đồng thiếu gia của thái phủ tự khanh hắn ngồi chắp tay cẩn thận nghe lục đồng nói sắc mặt có chút đỏ kể từ khi vô tình cứu mạng đồng lân ở chùa vạn ân lục đồng đã lôi kéo được quan hệ với thái phủ tự khanh sau đó bạch thủ nghĩa mua chuộc người của tục dược sở gây khó dễ cho y quán lục đồng chỉ đơn giản dùng danh nghĩa đồng gia để cáo mượn oai hùm một phen đồng phu nhân biết chuyện nhưng mắt nhắm mắt mở không nói năng gì rõ ràng là ngầm cho phép sau đó lục đồng thỉnh thoảng đến đồng ra để chữa trị cho đồng lân đồng phu nhân rất yêu quý con trai mình bà tất nhiên vui mừng khi thấy bệnh phổi của đồng lân ngày càng thuyên giảm nàng cúi đầu viết một phương thuốc mới đồng lân ngồi trước chiếc bàn nhỏ lén lút ngước mắt nhìn lục đồng trước chiếc bàn nhỏ bằng gỗ cầm lai cô nương trẻ ngồi hơi nghiêng người mái tóc đen như mây được tết lại trước ngực trên thái dương chỉ cài một bông hoa nhung màu lạnh. Một hai sợi tóc vô tình tuột xuống, che mất tầm mắt của nàng, bị lục đồng đưa tay vuốt ra sau tai, khiến cần cổ của nàng càng thêm trắng nõn. Nàng không giống như những tiểu thư phú quý được bao phủ bởi ngọc ngà châu báu, chỉ mặc một chiếc váy vải màu xanh đậm đã cũ. Nàng có khuôn mặt trái xoan, lông mày mảnh và hàm răng trắng, băng thanh ngọc cốt, xinh đẹp như một bông hoa mai dưới trăng cô độc và lạnh giá đồng lân có chút choáng váng vị đại phu trẻ tuổi đã cứu mạng hắn có tướng mạo rất xinh đẹp giữa hai lông mày dường như có một chút cảm giác buồn bã mơ hồ nét buồn này khiến nàng trông đặc biệt mong manh nhưng đôi mắt lại như dòng suối trên đỉnh núi cao ẩn chứa sự kiên cường vô hình nàng ngẩng đầu đồng lân liền đối mặt với dòng nước lạnh ấy hắn im lặng đỏ mặt quay đầu đi không dám nhìn nàng Lục Đồng không hề rời ánh mắt đi. Mãi đến khi Đồng Lân bị nhìn đến mức bồn chồn, không chịu nổi sự im lặng, nhìn không được muốn hỏi chuyện, Lục Đồng mới mở miệng. Nàng nói, "Đồng thiếu gia gần đây hình như gầy đi rất nhiều." Đồng Lân sững sốt. Lục Đồng nhìn hắn, khẽ cau mày, nhưng ta thấy mạch tượng của ngài cũng không có gì bất thường. Khi Lục Đồng gặp Đồng Lân lần đầu tiên tại chùa Vạn Ân, hắn vẫn còn hơi béo điều này cũng khiến bệnh phổi của hắn trở nên trầm trọng hơn. Nhưng hôm nay gặp hắn, hắn đã gầy đi rất nhiều, ngay cả chiếc áo choàng màu nâu hắn đang mặc cũng trở nên quá rộng. Không không không, lục đồng chưa kịp hỏi lại thì đồng lân đã lên tiếng trước, hắn thì thầm, ta không phải sụt cân vì bệnh, ta. Ta, hắn có vẻ hơi xấu hổ, khó nói nên lời. Thật lâu sau, hắn mới nói tiếp, là ta đã dùng trà thảo dược mới mà y quán của lục cô nương bán. Lục đồng dừng một chút, tiêm tiêm. Đồng lân ngượng ngùng gật đầu. Lục đồng không nói chuyện. Đồng lân cảm thấy có chút trột giả. Lục đồng xinh đẹp, kể từ lần gặp đầu tiên ở chùa Vạn Ân, hắn đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Hắn hỏi thăm tin tức biết được rằng lục đồng là người tỉnh ngoài, không có người thân ở thịnh kinh. Nàng hiện là nữ y tại nhân tâm y quán, với bối cảnh gia đình như vậy thì không thể gả vào thái phủ tự khanh đến việc nạp nàng làm thiếp thì đồng phu nhân cũng chưa chắc đã đồng ý nhưng tâm tư của người trẻ thì làm sao những tác động bên ngoài có thể cản được đồng lân thích lục đồng nhưng sợ mẫu thân tính tình cay nghiệt sợ bị mẫu thân phát hiện tâm tư của mình nên sai hạ nhân ngày thường đến nhân tâm y quán giúp đỡ một chút đến mua một ít dược liệu gì đó cũng được cách đây vài ngày nhân tâm y quán đã tung ra một loại trà thảo dược mới tên là tiêm tiêm đồng lân đã nhờ người mua rất nhiều loại trà này vốn muốn ủng hộ chốt doanh số cho y quán nhưng không bao lâu sau thì loại trà thảo dược này trở nên nổi tiếng một cách kỳ diệu nghe nói là công hiệu cực kỳ tốt đồng lân nhớ tới trước đây đại phu nói hắn nên giảm cân một chút thì mới tốt nên hắn bán tín bán nghi tự mình dùng thử không ngờ sau vài ngày đã thực sự có tác dụng trên dưới trong phủ đều nói hắn trông gầy đi một vòng. Đồng lân nhìn vẻ mặt trầm tư của lục đồng, sợ nàng đọc được suy nghĩ của mình nên nhanh chóng đổi chủ đề, nhưng lục đại phu, ta mới uống có nửa lọ, còn lại đưa mẫu thân dùng rồi. Có phải bệnh tình của ta không được dùng trà thảo dược này không? Lục đồng phục hồi tinh thần, cũng không phải là không được dùng, nhưng... Nàng nhìn đồng lân, phu nhân có dáng người cân đối rồi mà sao lại cần trà thảo mộc này? Đồng phu nhân của Thái Phủ tự khanh, còn xa mới phải dùng đến trà giảm cân. Đồng lân ngượng ngùng cười, liếc nhìn ra ngoài nhà, sau đó nhẹ giọng nói, vốn là không cần dùng, nhưng qua vài ngày nữa là đến yến hội mùa hè ở Thịnh Kinh, các phu nhân, tiểu thư đều sẽ đến dự. Mẫu thân ta không muốn thua kém người khác trong yến hội đó. Lục đồng hiểu ra, hóa ra là như vậy. Các phu nhân tiểu thư ở thịnh kinh thỉnh thoảng sẽ có những cuộc tụ tập gặp mặt nhau, không tên này thì tên kia. Những người thực sự muốn tụ họp với nhau đương nhiên sẽ không cần một dịp như vậy, những bữa tiệc như vậy chẳng qua là một cuộc tranh đua giữa các gia đình quan lại, hoặc một cách để lôi kéo quan hệ mà thôi. Đúng lúc này, bên ngoài có người đẩy cửa ra, Lục Đồng quay người lại thấy đồng phu nhân đang đứng ở cửa nhìn vào trong cười nói, "Lục đại phu, Lân Nhi thế nào rồi?" Lục Đồng đứng dậy đưa đơn thuốc cho Đồng Lân, phu nhân không cần lo lắng, Đồng thiếu gia không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt. Đồng phu nhân chào Lục Đồng, Lục đại phu bận việc lâu rồi, ra ngoài uống một tách trà đi. Lục Đồng đồng ý. Đồng phu nhân không bao giờ để nàng ở riêng với Đồng Lân quá lâu, Lục Đồng hiểu rõ, có lẽ Đồng phu nhân sợ nàng sẽ lợi dụng việc khám bệnh để làm gì con trai bà ấy. Cũng thực là đặc biệt thận trọng. Lục Đồng tạm biệt Đồng Lân, cùng Đồng Phu Nhân đi đến hoa đường uống trà. Đồng Phu Nhân sai hạ nhân đi lấy tiền khám chữa bệnh hôm nay đến rồi cười nói, dạo này Lân Nhi rất ít bị ho và lên cơn hen xuyến. Trong phủ cũng mời các y quán khác đến khám qua, ai cũng nói rằng tình trạng của Lân Nhi đã được cải thiện rất nhiều, tất cả là nhờ có cô. Lục Đồng ấm áp trả lời, Phu Nhân quá lời rồi. Đồng thiếu gia tự có trời cao bảo hộ, vốn dĩ triệu chứng của thiếu gia rất nhẹ cho dù không có ta với thể chất của đồng thiếu gia thì cũng sẽ sớm có chuyển biến tốt lời này đồng phu nhân rất vừa lòng nụ cười trên mặt càng trở nên chân thật hơn trò chuyện thêm vài câu lục đồng đặt tách trà trong tay xuống nói với đồng phu nhân phu nhân dân nữ có một chuyện muốn nhờ ồ lục đồng từ trong hộp thuốc lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho đồng phu nhân đồng phu nhân đưa mắt nhìn thấy cái tên tiêm tiêm trên đó, bà không khỏi dừng lại. Đây là một bình tiêm tiêm. Bà nhìn Lục Đồng, Lục đại phu có ý gì? Đây là một loại trà thảo dược mới của y quán chúng ta, tên là tiêm tiêm. Lục Đồng không đề cập gì đến những lời Đồng Lân đã nói với nàng trước đó, mà chỉ nghiêm túc giải thích, trà thảo dược này có thể làm thon gọn cơ thể, đặc biệt có ích đối với nữ tử. Đồng phu nhân trong mắt lóe lên, ngữ khí có chút hàm ý. Cô muốn tặng cho ta sao?" Lục Đồng cười nói, "Phu nhân muốn dùng trà thảo mộc thì ta sẽ chủ động đưa đến tận nhà, sao có thể keo kiệt chỉ đưa một hũ?" "Vậy đây là?" Lục Đồng cúi đầu, có chút xấu hổ nói, "Ta nghĩ phu nhân có địa vị cao quý, chắc hẳn quen biết rất nhiều quan chức trong kinh. Nếu có thể giới thiệu một chút trà thảo dược này trước mặt các phu nhân tiểu thư thì đối với nhân tâm y quán và dân nữ đây là một niềm vinh dự lớn những lời này đã đề cao địa vị của đồng gia lên cực kỳ cao đồng thời đặt bản thân xuống cực kỳ thấp trong việc này đồng phu nhân cũng có lợi bà liếc nhìn lọ thuốc thản nhiên cười ta còn tưởng là chuyện gì hóa ra chỉ là chuyện nhỏ chỉ là nói mấy câu thôi vì cô đã cứu lân nhi nên việc nhỏ này ta nhất định sẽ giúp lục đồng vội vàng đứng dậy cảm ơn đồng phu nhân nhìn nàng chợt nghĩ tới điều gì, vô tình nói, nhưng lục đại phu, chốt chuyện nhỏ này sao cô không nhờ bùi điện soái giúp đỡ. Trái tim của lục đồng đông cứng lại, nàng ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của đồng phu nhân. Lần trước ở chùa Vạn Ân, đồng phu nhân có tranh chấp với lục đồng, chính bùi vân ánh đã ra tay giải vây. Lúc đó, đồng phu nhân hình như đã hiểu lầm mối quan hệ giữa bùi vân ánh và nàng. Không ngờ hôm nay lại nhắc đến chuyện này. Kể ra, đồng phu nhân kiêu ngạo và thô lỗ, ngay cả người hầu và thị vệ của phủ thái phủ tự khanh cũng coi thường dân đen. Tuy nhiên, những người trong phủ lại khá khách sáo với lục đồng, có lẽ không chỉ vì nàng đã cứu mạng đồng lân, càng bởi vì bọn họ cho rằng nàng cùng Bùi Vân Ánh có quan hệ thân thiết. Bùi Vân Ánh, lục đồng thầm nghĩ, nếu như tên tuổi của triệu ninh công thế tử đã có tác dụng như vậy, vậy thì nàng cũng không khách khí lại mượn dùng một lần nàng dừng một chút nụ cười đột nhiên có chút ngượng ngùng nhẹ giọng nói điện soái phủ công vụ bận rộn chốt việc nhỏ như vậy nào dám suốt ngày làm phiền tới điện soái đại nhân đồng phu nhân để ý hai chữ suốt ngày hàm ý nàng thường xuyên làm phiền bùi vân ánh trong phút chốc trong mắt đồng phu nhân nụ cười ngượng ngùng của lục đồng lập tức trở nên rõ ý rõ tư cũng đúng nếu hai người bọn họ thực sự không có quan hệ gì khi ở chùa vạn ân làm sao bùi vân ánh có thể đứng ra bênh vực cho vị nữ y này phải biết rằng vị chỉ huy sứ này không phải là người tốt lành gì bình thường cũng không phải là người sẽ thương hoa tiếc ngọc nếu lục đồng thực sự là nữ nhân của bùi vân ánh người này không đắc tội được nghĩ đến đây đồng phu nhân mỉm cười kéo nàng ngồi xuống lục đại phu cái gì cũng tốt nhưng lại quá khách sáo rồi nói mới nhớ lúc ở chùa vạn ân giữa tiểu bùi đại nhân và ta có một chút hiểu lầm sau đó tiểu bùi đại nhân không để bụng chứ lục đồng khẽ mỉm cười mặt không đổi sắc mà nói dối không đâu tiểu bùi đại nhân có tấm lòng bao dung sẽ không tức giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy thật sao vậy khi nào tiểu bùi đại nhân rảnh rỗi xin mời đến phủ ta ngồi chơi lão gia từ lâu đã muốn nói chuyện với cậu ấy rồi được ta định sẽ truyền lời giúp phu nhân Át xì là ai đang nói xấu sau lưng chúng ta vậy? Một tiếng hắt hơi lớn đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng sớm trong điện soái phủ. Hôm qua trời mưa suốt đêm, hoa bông hồng trong sân bị đập nát, mặt ao như gương, vải bông hoa rơi lơ lửng trên mặt nước. Trên chiếc bàn khắc gỗ đàn hương đỏ trong nhà có bầy một ván cờ bằng ngọc. Bùi vân ánh ngồi trên ghế, chống cằm, hứng thú nhìn thế cờ trên bàn. Đoàn Tiểu Ngôn xoa xoa mũi, từ ngoài cửa đi vào, nói: "Đã một tháng rồi, vẫn chưa giải được thế cờ của Trục Phong ca sao?" Bùi Vân Ánh chỉ ừ một tiếng. Tiêu Trục Phong, phó chỉ huy điện tiền Thiên Vũ Hữu Quân, là bạn thân của Bùi Vân Ánh, xuất thân trong sạch, phẩm cách xuất chúng, không có thói quen xấu, chỉ thích thu thập kỳ phổ ở khắp mọi nơi. Bản thân hắn cũng không giỏi chơi cờ, khi tìm được kỳ phổ ở đâu đó, không giải được thì liền kéo bùi vân ánh đến giúp bùi vân ánh không có hứng thú chơi cờ nhưng những món đồ cá cược của tiêu trục phong thì luôn hấp dẫn vụ cá cược lần này là một con dao bạc mà tiêu trục phong tìm thấy ở bên ngoài người ta đồn rằng nó sắc bén đến mức có thể chém ngọc như bùn vì để có được con dao bạc này bùi vân ánh chỉ có thể tranh thủ nỗ lực một chút lúc không bận công vụ ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt hắn một vầng hào quang mờ ảo. Bùi Vân Ánh lấy ra một quân cờ màu xanh từ trong bát ngọc, nhẹ nhàng đặt nó vào góc bàn cờ. Trong chốc lát, cục diện rối rắm bỗng trở nên rõ ràng, như tìm được ánh sáng ở chỗ chết. Lông mày hắn khẽ động đậy. Thành công rồi. Đoàn tiểu ngôn nghền cổ nhìn, vậy là giải được rồi sao? Bùi Vân Ánh chặn tay hắn lại, đừng động vào, quay lại bảo tiêu nhị lấy dao để đổi lấy. Thế cũng phải đợi đến lúc huynh ấy xong việc rồi nói tiếp. Đoàn tiểu ngôn bĩu môi, huynh ấy đã nghỉ phép lâu quá rồi, không thể không quay lại công việc, phải mấy ngày nữa mới có thời gian dành. Nói xong, hắn lại tự thở dài, trước đây lúc làm việc thì luôn thấy không đủ thời gian để làm việc, bây giờ nghỉ phép thì lại không có việc gì để làm cả, chán quá đi mất. Bùi vân ánh liếc nhìn hắn, chê chán à? ra võ đài luyện bắn cung đi. Đoàn Tiểu Môn hít một hơi khí lạnh, gào lên: Đại ca, ngày nghỉ lại bắt người ta đi luyện bắn cung, huynh có còn là người không? Trời nắng trang trang mà ra võ đài, sao huynh không chuẩn bị thuốc cho ta luôn đi? nhắc đến từ thuốc, Đoàn Tiểu Môn chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn Bùi Vân Ánh: À, đúng rồi, ca, có phải huynh quên mất chuyện gì rồi không? Chuyện gì? Huynh quên rồi à? Đoàn tiểu ngôn vội vàng khoa tay múa chân với hắn, lần trước chúng ta đến tiệm cầm đồ lục nguyên trên đường Thanh Hà, huynh đã giúp lục cô nương trả tiền, nàng ấy nói sẽ dùng trà thuốc để trả nợ. Đừng nói là huynh quên rồi đấy nhé, đó là 50 lượng đấy, gần bằng hai lần lương tháng của ta. Bùi vân ánh giật mình, suy nghĩ một lúc rồi nói, đúng là có chuyện như vậy. Huynh không định đi đòi nợ sao? Đoàn tiểu ngôn nhắc nhở, cho dù huynh không thiếu tiền, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy. Nghe nói phố Tây toàn là cửa hàng đồ ăn và vui chơi. Dù sao hôm nay vẫn sớm, tiện đường ghé qua xem thử đi. Nếu huynh không muốn lấy trà thuốc kia, thì ta sẽ mang về hiếu kính cha ta, đỡ phải nghĩ lễ vật tặng sinh thần. Hắn vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của Bùi Vân Ánh, thấy Bùi Vân Ánh vẫn có vẻ thờ ơ, hắn lại bước tới, kéo dài giọng, "Ca Vân Ánh ca. Bùi Vân Ánh cau mày, không nhịn được giơ tay gõ vào cái đầu đang nhô ra, liếc nhìn một cái. Đoàn Tiểu Ngôn đáng thương dương mắt năn nỉ. Một lúc lâu sau, Bùi Vân Ánh thở dài, "Được rồi." Đoàn Tiểu Ngôn vẫn không thể tin được hắn đột nhiên lại đồng ý dễ dàng như vậy, "Thật sao? Hôm nay huynh dễ tính thế? Vừa hay ta muốn đi tới phía Đông Thành." Bùi Vân Ánh đứng dậy, cầm lấy trường đao trên bàn, tiện đường Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 58, điện xoáy đến cửa. Khi Lục Đồng rời khỏi đồng phủ thì đã là buổi trưa. Đó là lúc nắng nóng nhất, đi ra ngoài sợ bị nóng quá nên đồng phu nhân đã sắp xếp xe của đồng gia chờ nàng về. Đi trên xe còn có bà lão Vương Mama, hạ nhân của đồng phủ. Ngày trước lúc ở chùa Vạn Ân cũng chính là bà lão này đi cùng Lục Đồng xuống núi. Thái độ của Vương Mama đối với Lục Đồng bây giờ đã cung kính hơn rất nhiều. Bà bình tĩnh nói chuyện với Lục Đồng cho đến khi xe ngựa đến cửa nhân tâm y quán. Lục Đồng cảm ơn Vương Mama, mở rèm xe và chuẩn bị bước ra ngoài. Không ngờ lại nghe thấy Vương Mama ở bên cạnh thốt lên một tiếng. Ấy! Lục Đồng quay đầu lại, Vương Mama chỉ ra ngoài xe ngựa, hình như là bùi đại nhân. Lục Đồng nhìn theo ánh mắt của bà. Nắng lên sau cơn mưa, trên mái hiên con phố dài được phủ lên một lớp rêu mịn màng, xanh tươi, dễ cây lan tràn trên tường, tạo nên bầu không khí mùa hè yên tĩnh với gam màu nóng và lạnh đan xen Có người đang đứng dưới mái hiên trong bóng tối, tựa hồ nhận ra ánh mắt của lục đồng, liền ngước mắt lên nhìn nàng. Những mảnh ánh nắng xuyên qua khe hở trên cây mai trước cửa rơi vào trên người hắn, vẻ mặt ẩn trong bóng tối không thể thấy rõ, nhưng đôi mắt đen đang nhìn nàng lại mang ý vị sâu xa thanh kiếm bạc, áo choàng đỏ tươi, phong thái cao quý, chính là điện tiền chỉ huy sứ Bùi Vân Ánh. Lục đồng tim đập thình thịch. Vài giờ trước, nàng vừa nói hưu nói vượn trước mặt đồng phu nhân, ám chỉ rằng nàng và Bùi Vân Ánh có mối quan hệ thân thiết. Không bao lâu sau lại gặp chính chủ ở đây, thực sự cảm giác trột dạ như khi nói dối bị phát hiện. Ánh mắt vương ma ma vẫn đang đảo quanh hai người bùi vân ánh và lục đồng. Lục Đồng đã mỉm cười quay lại nói với bà, "Bùi đại nhân đến tìm ta. Hôm nay làm phiền mama đưa ta về rồi, ta đi trước." Vương mama vội vàng nói, "Lục đại phu cứ làm việc của mình đi." Ánh mắt bà nhìn nàng rất khác so với lúc nãy. Lục Đồng thấy đã đạt được mục đích, không nói thêm gì nữa, đứng dậy xuống xe ngựa. Vừa xuống xe, thanh niên bên cạnh Bùi Vân Ánh nhìn thấy Lục Đồng đi tới, lập tức vẫy tay về phía Lục Đồng. Lục đại phu. Lục Đồng đi tới, dừng lại trước mặt Bùi Vân Ánh và Đoàn Tiểu Môn, nói: "Bùi đại nhân, Đoàn tiểu công tử." "Lục đại phu." Đoàn Tiểu Môn mỉm cười với nàng, nói: "Ta và đại nhân vừa tới đây, đang suy nghĩ tại sao không thấy cô ở y quán. Chúng ta còn tưởng rằng hôm nay cô không có ở đây, không ngờ lại gặp được cô, thật sự là có duyên." Bùi Vân Ánh không nói gì, Nhìn về phía xe ngựa của Đồng gia đậu ở cổng y quán. Đó là xe ngựa của phủ thái phủ Tự Khai à Hắn nhướng mày, Lục Đồng nói, không sai. Bùi Vân ánh gật đầu, mỉm cười nhìn Lục Đồng, ánh mắt có chút xa lạ, Lục đại phu và thái phủ Tự Khanh từ khi nào trở nên thân thiết như vậy? Lục Đồng lòng trầm xuống. Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lại sắc như dao. Lục Đồng bình tĩnh lại, những mày trả lời này cũng là nhờ Bùi đại nhân lần trước đã giơ tay giúp đỡ đồng phu nhân và ta không còn hiểu lầm sau đó thỉnh thoảng ta cũng đến phủ thái phủ tự khanh để chữa trị cho đồng thiếu gia nàng nhẹ nhàng đối đáp Bùi Vân Ánh cúi đầu nhìn nàng một lúc sau hắn mới gật đầu hóa ra là như vậy giọng điệu của hắn đều đều không biết là có tin hay không Lục Đồng lại nhìn Bùi Vân Ánh không biết bùi đại nhân sao lại đột nhiên tới đây tới đòi nợ đòi nợ hắn tặc lưỡi cười nhắc nhở lục đồng lục đại phu đúng là quý nhân thì hay quên cô quên rồi sao hôm trước ở hiệu cầm đồ lục nguyên cô còn nợ ta hai gói xuân thủy sinh hiệu cầm đồ lục nguyên xuân thủy sinh lục đồng đột nhiên nhớ ra những ngày này nàng bận điều chế và bán tiêm tiêm quả thực đã quên mất vấn đề này Đoàn Tiểu Ngôn Liếc nhìn Lục Đồng, "Lục đại phu, cô thật sự đã quên mất đại nhân nhà chúng ta rồi." Ngân Tranh vừa bước từ trong tiệm ra liền nghe thấy câu này, không khỏi ho hai tiếng. "Câu này, người nào không biết sẽ tưởng Lục Đồng và Bùi Vân Ánh có gì đó với nhau." Lục Đồng xoay người đi vào y quán, "Ta đi lấy trà thuốc, Bùi đại nhân, Đoàn công tử, mời vào trong ngồi một lát." Cửa hàng rất sạch sẽ. "Hôm nay trời nóng quá." đỗ trường khanh sợ nóng lười đến y quán chỉ có a thành và ngân tranh bận rộn ở trong cửa hàng a thành đã dọn sạch dược liệu lung tung trong cửa hàng mời hai người ngồi xuống ghế tre sau đó đi vào sân nhỏ phía sau pha trà cho bọn họ a thành đứng từ xa thiếu niên thông minh đã nhận ra thân phận của hai người này rất khác thường đặc biệt là người thanh niên đang ngồi trong phòng đội chiếc kim quan mặc y phục thêu trông rất nổi bật Trông có vẻ như con cháu nhà quý tộc Tuấn Mỹ tiêu sái, nhưng thanh kiếm dài ở thắt lưng lại tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, phủ lên vẻ Tuấn Tú này một lớp sắc bén. Mặc dù hắn đang mỉm cười nhưng nụ cười dường như không chạm tới đáy mắt. Hắn khiến người ta muốn đến gần nhưng cũng sợ hãi. A Thành đi tới trước mặt Lục Đồng, nhìn Bùi Vân ánh hỏi, Lục Đại Phu, đây là người quen của cô à? Nếu không phải là người quen, Ngân tranh làm sao có thể đón hai người này vào? pha trà cho bọn họ người duy nhất có thể uống trà tại nhân tâm y quán là hồ viên ngoại một khách quen thường xuyên bùi vân ánh đúng rồi lục đồng không quen hai giọng nói vang lên cùng lúc nhưng câu trả lời lại hoàn toàn khác nhau bùi vân ánh nhìn lục đồng cười nửa miệng trên mặt lại không có một tia khó chịu lục đồng bình tĩnh nói tình cờ gặp mặt có mấy lần cũng không thể coi là quen thân Lục cô nương nói vậy có chút vô tình đấy. Đoàn tiểu ngôn sờ cầm, chưa kể đại nhân nhà chúng ta đã cứu mạng cô ở bảo tường lâu, cũng không kể từng bảo vệ cô trước mặt đồng phu nhân lúc ở chùa Vạn Ân. Chỉ nói đến lần gặp mặt ở tiệm cầm đồ lục nguyên thôi, cũng chỉ mới qua có một tháng. Đại nhân nhà ta đã trả thay cô 50 lạng bạc thì mới mua được chiếc châm cài tóc. 50 lạng tương đương với hai tháng lương của ta rồi. Trên đời này, không phải là bạn bè cũng không thân thích thì ai có lòng tốt cho người khác vay số tiền lớn như vậy chứ đoàn tiểu ngôn bĩu môi ta quen biết đại nhân nhiều năm nhưng ngài chưa bao giờ cho ta mượn nhiều tiền như vậy nghe vậy a thành có chút kinh ngạc nhìn lục đồng lục đại phu cô còn từng mua trang sức cải tóc ư lục đồng thường mặc quần áo đơn giản và không bao giờ đeo bất kỳ đồ trang sức nào đỗ trường khanh thậm chí còn cùng a thành nói xấu sau lưng nàng nói nàng thật là phí hết cả dung nhan xinh xắn ngay cả ăn diện trang điểm cũng không được ăn mặc còn giản dị hơn cả tổ mẫu đã mất của hắn sao thế bùi vân ánh thản nhiên hỏi chưa bao giờ thấy lục đại phu nhà ngươi đeo trang sức à a thành cười đúng là chưa thấy bao giờ nói mới nhớ kể từ khi lục đại phu đến y quán của chúng tôi đến giờ tiểu nhân chưa từng thấy cô ấy đeo trang sức nào cả nói xong hắn dường như nhận ra điều mình nói không ổn liếc nhìn lục đồng rồi nhanh chóng nói thêm nhưng lục đại phu rất đẹp không có trang sức đó thì cũng vẫn đẹp bùi vân ánh khẽ cười nhẹ ánh mắt rơi vào lục đồng đang đứng trước tủ thuốc vậy thì thật là kỳ quái lục đại phu tiêu bao nhiêu tiền để mua sang sức châm cài vậy mà sao lại không đeo lục đồng đang nhặt dược liệu có chốt khượng lại người này thực sự khó đối phó ngân tranh đã gặp bùi vân ánh vài lần biết rằng bùi vân ánh có suy nghĩ sâu sắc lại được lục đồng nhắc nhở dặn dò nàng cố tình tránh nói chuyện với bùi vân ánh để tránh bị người này lừa nhưng a thành thì khác đây là lần đầu tiên a thành gặp bùi vân ánh không biết thân phận của bùi vân ánh cũng không biết sự nguy hiểm của hắn nàng không quay lại nhìn vẻ mặt của bùi vân ánh chỉ bình tĩnh trả lời hành y trong y quán mà đeo nhiều trang sức thì rất bất tiện nếu có dịp lễ lớn thì tự khắc sẽ đeo đại nhân chưa thấy mà thôi bùi vân ánh gật đầu cũng đúng hắn ngả người về phía sau đột nhiên nói kể ra cũng thật trùng hợp một trong những chiếc châm mà lục đại phu mua ở hiệu cầm đồ lục nguyên lại đến từ kế gia ở thành nam kế gia lục đồng vẻ mặt khó hiểu quay lại hắn nhìn chằm chằm vào mắt lục đồng vào ngày mùng 1 tháng 4, tại chùa Vạn Ân, trong viện vô hoài nơi lục đại phu ở, người khách hành hương qua đời là kế đại lão gia kinh doanh đồ sứ ở Kinh Thành. A à, Thành chớp mắt, không hiểu tại sao Bùi Vân Ánh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này với Lục Đồng. Lục Đồng nói, vậy sao? Nàng cục mắt xuống, thật là bất hạnh. Đoàn tiểu ngôn hỏi, Lục Đại Phu không nhớ người chết kia sao? Lục Đồng khẽ mở mắt, dùng giọng điệu kỳ quái nói người này ta chưa từng gặp làm sao nhớ được hơn nữa điện soái không phải vừa nói ta là quý nhân thì hay quên việc sao ngày thường ta luôn bận rộn điều chế và bán thuốc mới những việc những người không liên quan đến thuốc thì ta đều không nhớ đoàn tiểu môn nghẹn họng bất giác liếc nhìn bùi vân ánh ý của lục đồng đây là bùi vân ánh cũng là người không liên quan nên hoàn toàn quên mất chuyện lúc trước ở tiệm cầm đồ lục nguyên điện tiền hữu quân chỉ huy sứ triệu ninh công thế tử xuất thân danh ra vọng tộc vậy mà cũng có ngày bị người khác ghét bỏ như vậy đúng là thế sự xoay vần đang lúc hắn đang suy nghĩ tấm màn được vén lên ngân tranh tiến tới bưng hai tách trà đặt tách trà trước mặt hai người bùi đại nhân đoàn công tử mời uống trà chén trà là một chiếc chén sứ nhỏ màu trắng ngọt ngào sờ vào có cảm giác ấm áp tuy nhiên lá trà trông hơi thô mùi thơm đắng, nước trà lại đục, ngửi không giống mùi trà, mà giống như thuốc. Đoàn tiểu ngôn sợ đắng, nhìn chằm chằm chén trà trước mặt không dám uống, nhưng bùi vân ánh ở bên cạnh đã bưng bát trà lên nhấp một ngụm. Mùi trà nhạt hơn mùi thuốc, lại có vị chát kinh khủng. Hắn khẽ cau mày, đặt chén trà xuống rồi đứng dậy, ánh mắt rơi vào y quán chật trội. Nhân tâm y quán tuy nhỏ nhưng có bóng mát, Trước cửa có một cây mai to lớn, cành lá của nó gần như che phủ toàn bộ y quán nên dù đang là mùa hè nhưng trong cửa hàng cũng không quá nóng bức. Người chủ tiệm trẻ có lẽ là người biết hưởng thụ, bàn trà, ghế trúc, bình hoa, tủ thuốc đã được lau sạch sẽ, trên tường có treo một bức tranh chữ. Trên bàn, dưới bức tranh treo, có một cuốn sách lương triều luật nằm ngổn ngang, mở ra giữa chừng, những trang giấy bị gió thổi xào xạc quán này không lớn nhưng rất trang nhã sạch sẽ những chiếc túi ngải cứu và túi treo trong tết đoan mọ vẫn chưa được tháo ra khắp nơi đều có mùi thuốc nhẹ nhàng không có ruồi muỗi, làm cho mùa hè cũng trở nên dễ chịu hơn có cơn gió từ bên trong cửa hàng thổi tới khiến tấm rèm khẽ lay động trong sân mơ hồ truyền đến tiếng ve kêu người thanh niên bước tới đưa tay mở tấm rèm ra có người đứng trước mặt hắn Hắn dụ mắt nhìn người nữ tử trước mặt, "Lục đại phu có ý gì?" Lục Đồng đứng trước tấm rèm, vẻ mặt có chút không vui, "Bùi đại nhân, không ai nói với ngài rằng không nên tự ý xông vào khuê phòng của nữ tử sao?" "Khuê phòng?" Bùi Vân ánh sừng sốt một chút. Thấy vậy, ngân Tranh ở một bên vội vàng giải thích, "Bùi đại nhân, cô nương nhà ta ngày thường sống ở sân nhỏ này, đích thực là khuê phòng của nữ tử." Hắn hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ lục đồng lại sống ở đây. Các đại phu thường ở nhà riêng của họ, chưa kể lục đồng vẫn còn là một cô nương trẻ tuổi. Lục đồng cười nói, thịnh kinh cũng không khác gì những nơi khác, tiền tài phú quý. Đối với một người bình thường như ta, sống ở y quán có thể tiết kiệm được tiền. Điện soái là con nhà quan, đương nhiên không hiểu. Lời của nàng nói không sai, nhưng khi nhắc đến con nhà quan, trong mắt nàng hiện lên một tia hận ý không che giấu được. Bùi vân ánh như có điều trầm tư suy nghĩ. Một lúc lâu sau, hắn mới nói, y quán này nằm ở phố Tây, phía trước có tiểu lầu, ở thịnh kinh không có giờ giới nghiêm, đêm nào phố Tây cũng có cảnh vệ tuần tra, lục đại phu có tầm nhìn rất tốt. Mặc dù nơi này đơn sơ, nhưng ở đây sẽ an toàn hơn so với nơi khác. Tim ngân tranh đập thình thịch, lời của Bùi Vân Ánh giống hệt như những gì Lục Đồng đã nói khi mới chuyển đến nhân tâm y quán. Hắn lại liếc nhìn tấm rèm rồi quay đi, thì ra là khuê phòng. Vừa rồi Lục Đại Phu căng thẳng quá, ta còn tưởng rằng trong đó có dấu xác. Câu này nghe có vẻ giống như đang đùa, nhưng ánh mắt của Lục Đồng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nàng ngước mắt lên và nhìn người trước mặt. Bùi Vân Ánh trông rất tuấn tú. Phong thái phong khoáng diện mạo bắt mắt có lẽ vì xuất thân cao quý nên dù đứng trong hiệu thuốc tối tăm chật hẹp cũng không giấu được vẻ lãng tử cao quý hắn lại có một đôi lông mày rậm và đẹp ánh mắt nhìn người khác ban đầu thì có vẻ dịu dàng và ấm áp nhưng khi nhìn gần lại mới thấy cảm giác sắc bén và lãnh đạm người này nhạy bén đến mức khiến người ta chán ghét toàn thân lục đồng bị bóng người của hắn bao phủ Ánh mắt hắn dừng lại ở hoa văn mây bạc sẫm trên bộ quần áo thêu của mình một lúc rồi rời đi. Cô nói, "Ngài nhân nói đùa, đây là y quán, không phải điện Diêm La." Bùi Vân Ánh không cho là đúng, cho dù thực sự là điện Diêm La, ta nghĩ Lục đại phu sẽ có cách để tránh bị phát hiện. Khóe môi hắn hơi cong, ánh mắt lướt qua cuốn Lưng Triều Luật đang mở dở trên bàn, "Lục đại phu không phải đã nghiên cứu kỹ các luật lệ ở Thịnh Kinh rồi sao?" lục đồng lòng trầm xuống ngay cả cái này hắn cũng nhận ra đại nhân có điều không biết người có địa vị thấp như chúng ta khó tránh khỏi bị người khác làm khó dễ nếu không nghiên cứu rõ ràng luật pháp thì sẽ không tránh được thiệt thòi dù sao thì cô nhìn thẳng vào mắt bùi vân ánh pháp luật không thiên vị kẻ mạnh thì dòng mực sẽ không uốn cong phải không bùi vân ánh lặng lẽ nhìn nàng không nói gì hai người đối đáp qua lại lời nói và vẻ mặt đều nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng lại giống như hai thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng. A à, Thành nhìn hai người, không biết vì sao run rẩy, đi đến bên cạnh Lục Đồng, cẩn thận nhắc nhở Lục Đại Phu, Ngân tranh Cô Nương muốn lấy Xuân Thủy Sinh, nhưng người của Tục Dược Sở đã lấy đi công thức y quán chúng ta đã không còn làm Xuân Thủy Sinh nữa rồi. Xuân Thủy Sinh đã bị Ngự Dược Viện thu làm quan dược ngoại trừ tục dược sở thì các hiệu thuốc và y quán khác đều không được phép bán riêng, bao gồm cả nhân tâm y quán. Lục đồng trầm mặc một lát, giải thích sự tình với Bùi Vân Ánh, nàng đi đến tủ thuốc, cuối người nhặt mấy lọ tiêm tiêm dưới cùng lên, đưa cho Bùi Vân Ánh cùng với những hướng dẫn khi uống thuốc. Y quán hiện nay không có xuân thủy sinh, tiêm tiêm là loại bán chạy nhất. Nếu Bùi Đại Nhân không chê thì có thể dùng cái này thay thế. Bùi Vân Ánh cầm lọ thuốc trong tay và xem danh sách hướng dẫn dùng thuốc. Danh sách còn dài hơn thắt lưng của nữ tử, hắn cụp mắt xuống đọc, tránh đồ ăn ngọt và nhiều dầu mỡ, uống ba lần một ngày đúng giờ, uống xong không nằm ngay, sau khi uống một canh giờ thì đi bộ hai dặm. Bùi Vân Ánh thoạt tiên là kinh ngạc, sau đó cười nói, lục đại phu, nếu tuân theo tất cả hướng dẫn này thì cho dù không uống thuốc cũng khó mà không giảm cân đấy bao nhiêu là quy tắc bao gồm cả ăn uống và hoạt động tất cả đều có tác dụng giảm béo trà thuốc này xem ra có hay không thì cũng không ảnh hưởng gì lục đồng thuốc có ba phần độc người bình thường chỉ uống trà thảo dược thì khó mà kiên trì chỉ có làm theo hướng dẫn mới có thể có hiệu quả tốt nhất nếu bùi đại nhân không thích ta có thể nghiên cứu làm một phương trà thuốc khác cho ngài a thành lặng lẽ liếc nhìn bùi vân ánh chàng thanh niên trông cao gầy nhưng không hề yếu đuối hắn có dáng người gọn gàng bờ vai rộng và vòng eo thon gọn thích chứ thích chứ đoàn tiểu ngôn giật lấy lọ thuốc cười nói nếu đại nhân không cần thì cho ta đi cháu ta dạo này mập quá không dám gặp người khác vừa hay ta cho nó dùng thử xem sao sau đó không để ý đến ánh mắt của bùi vân ánh hắn liền ôm mấy bình tiêm tiêm vào lòng bùi vân ánh liếc nhìn hắn lười không thèm để ý đến hành vi vô lại của hắn Lục Đồng hỏi Bùi đại nhân như vậy giữa chúng ta đã hết nợ chưa? Bùi Vân Ánh nhướng mày, Lục đại phu, cô đang đuổi khách à? Đại nhân nghĩ nhiều rồi. A à, Thành cũng không thể trách vị công tử này suy nghĩ nhiều. Hắn cũng cảm thấy Lục đại phu hôm nay không dễ nói chuyện như trước nữa, có chút kỳ quái. Bùi Vân Ánh gật đầu, nhờ đoàn tiểu ngôn bên cạnh lấy trà thảo mộc, sau đó nói với Lục Đồng đã như vậy chúng ta cũng không quấy rầy nữa, sau này có cơ hội sẽ lại cùng Lục đại phu thảo luận y lý. Tốt nhất là không có cơ hội. Lục Đồng không cho hắn chút mặt mũi nào. Đoàn Tiểu Môn gần như cạn lời. Lục Đồng cụp mắt xuống, thường xuyên gặp đại phu cũng không phải chuyện tốt, hy vọng đại nhân có thể khỏe mạnh, ăn ngon ngủ tốt, vĩnh viễn không gặp lại ta. Đoàn Tiểu Môn gãi gãi đầu. Lời nói thì hay, chẳng có gì sai trái nhưng sao nghe như chửi rủa dùng rợn thế bùi vân ánh nhìn nàng một lúc sau đó gật đầu được ta sẽ cố gắng hết sức đoàn tiểu ngôn và bùi vân ánh rời khỏi nhân tâm y quán đi bộ đến cuối phố tây khi đến nơi ngựa đã được buộc vào chuồng của quán rượu ở góc phố đoàn tiểu ngôn quay người nhìn chung quanh rồi nói với bùi vân ánh ca lục cô nương hình như không thích huynh cho lắm lục đại phu nhìn có vẻ lịch sự và xa cách lễ phép vừa phải nhưng trong lời nói và vẻ mặt luôn có chút thiếu kiên nhẫn như thể họ là một loại dã thú nào đó hay là huynh từng đắc tội nàng ấy đoàn tiểu môn hỏi nếu không phải vậy với ngoại hình đẹp trai của bùi vân ánh lẽ ra hắn làm gì cũng sẽ không bị ghét mới phải bùi vân ánh mỉm cười có khi là vì ta đã nhìn thấu bộ mặt thật của cô ta bộ mặt thật bộ mặt thật nào bùi vân ánh suy nghĩ một chút Ngươi có thấy cô ta trông rất giống. Trông giống gì? Nữ Bồ Tát. Tất nhiên là không. Hắn bình thản nói, nữ Diêm La. Chương 59, Triệu Phi Yến. Sau khi Bùi Vân Ánh rời đi, trong y quán, Ngân Tranh thận trọng bước đến trước mặt Lục Đồng, hỏi nhỏ, hắn còn nhắc đến chuyện của kế gia, không phải phát hiện được gì đó chứ? Lục Đồng lắc đầu, không đâu. Nàng trầm mặc một lát, sau đó nói, cho dù có, thì cũng không có chứng cứ. Kế ra đã hoàn toàn sụp đổ, nhân chứng duy nhất là Vạn Phúc đã cùng vợ con rời thịnh kinh nhiều ngày trước, không rõ tung tích. Con dâu nhà họ kế trở về nhà bố mẹ đẻ, đám người làm nhà họ kế thì chạy tán loạn. Chỉ còn một mình kế lão phu nhân, nghe nói mấy hôm trước bà có tranh chấp với một người hầu muốn trộm tài sản, bị ngã xuống đất, sau khi được đỡ lên ghế một lát thì tắt thở. Kế ra, một thương hộ kinh doanh đồ sứ từng được thái sư phụ ưa thích và từng rất giàu có, nay đã suy tàn. Với tư cách là điện tiền chỉ huy sứ, Bùi Vân Ánh cho dù có nghi ngờ kế ra, chỉ cần không muốn hủy hoại tương lai của mình, hắn sẽ không chủ động can thiệp vào vụ việc của người có liên quan đến triều đại trước, tránh gây rắc rối. Sự việc đã kết thúc rồi. Ngân tranh vẫn có chút lo lắng, nhưng khi thấy lục đồng không quan tâm, nàng dần dần bình tĩnh lại đưa cho lục đồng một tách trà và thấp giọng hỏi lục đồng, cô nương, hôm nay đi đồng phủ có thuận lợi không? Lục đồng ừm một tiếng, nhận lấy trà trong tay ngân tranh, nhấp một ngụm. Nước trà trong suốt hơi đắng xua tan cây nóng mùa hè, nàng đậy nắp chén trà lại, đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng xoa xoa giữa lông mày. Mấy ngày này, nàng làm tiêm tiêm, thuê người đồn về phan ăn thịt lợn ngoài chợ, tất cả cũng chỉ là để truyền bá tên tuổi của loại trà thảo dược này đi xa và đến tay những người quan tâm ví dụ đến tay phạm chính liêm phán quan của thẩm hình viện phạm chính liêm nổi tiếng là phạm thanh thiên của thịnh kinh điều tra rõ mọi chuyện thực thi luật pháp một cách nghiêm khắc cũng chính phạm thanh thiên đã kết án và truy nã lục khiêm biến lục khiêm thành kẻ phạm nhân người người căm ghét nàng không có thông tin gì về phạm gia Tào Gia lại thận trọng, từ chối bán thông tin về các quan lại, cách duy nhất để tiếp cận Phạm Gia, Lục Đồng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng chỉ là một đại phu ở một y quán bình thường, đối với những người như Phạm Chính Liêm, mỗi lần muốn khám bệnh thì họ đều sẽ tới y quán của Hàn Lâm Y quán viện, nàng không có cơ hội nào khác. May mắn thay, ngân tranh rất lợi hại, nàng ấy đã thu thập được một số thông tin hữu ích từ những người hàng xóm của Đỗ Trường Khanh. Phu nhân của Phạm Chính Liêm là Triệu thị, thân hình mập mạp, luôn muốn có vòng eo thon thả, nên Lục Đồng đã làm ra tiêm tiêm. Khi loại trà thảo dược này trở nên nổi tiếng ở Thịnh Kinh và được phổ biến trong giới các phu nhân, tiểu thư có thể sẽ tới được tai Triệu thị. Thịnh Kinh rộng lớn, toàn bộ người dân của huyện Trường Vũ cộng lại cũng không thịnh vượng bằng hàng trăm nông trang ngoại thành Thịnh Kinh. Muốn tin tức truyền đến tai người muốn nghe thì có rất nhiều sự trùng hợp và ngẫu nhiên nhưng nàng rất kiên nhẫn, nếu một ngày không được thì hai ngày, nếu hai ngày không được thì ba ngày, không từ thủ đoạn cũng được, đổi sang cách khác cũng được. Một tháng, hai tháng, một năm hay hai năm, nếu một người cố tình muốn tiếp cận người khác thì sẽ luôn tìm được cách. Ngón tay của lục đồng vô thức sờ những hoa văn nổi trên cốc. Những gì đồng lân nói với nàng hôm nay lại hiện lên trong đầu. Qua mấy ngày nữa, tất cả các vị phu nhân, Tiểu thư đều sẽ đi dự tiệc mùa hè ở Thịnh Kinh. Mẫu thân của ta không muốn thua kém người khác trong yến tiệc đó. Yến tiệc mùa hè, tất cả các phu nhân tiểu thư đều sẽ tham dự. Không biết phu nhân của Phạm Chính Liêm, Triệu thị sẽ có mặt hay không. Hôm nay, đầu tiên nàng cố tình làm cho đồng phu nhân hiểu lầm mối quan hệ của nàng với Bùi Vân Ánh. Sau đó, trên xe ngựa Vương Mama đã chứng kiến Bùi Vân Ánh đến cửa y quán tìm nàng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc hẳn Vương Mama sẽ báo cáo lại sự việc với đồng phu nhân. Đồng phu nhân luôn muốn lôi kéo quan hệ với Bùi Vân Ánh, cho dù là để có được chút ân tình của Bùi Vân Ánh, bà cũng sẽ giúp nàng nhắc vài câu trong quan yến. Trong lòng Lục Đồng mơ hồ hiện lên cảm giác mong đợi. Sự mong đợi này giống như con bọ đen tuyền mà Vân Nương đã đặt lên vết thương của nàng nhiều năm trước nó luồn lách vào cơ thể nàng bơi giữa tứ chi mỗi khi nó bỏ dưới da nàng đều thầm dùng mình nó làm cho con người vừa khao khát vừa sợ hãi nàng hít một hơi thật sâu đè nén sự run rẩy gọi tên người bên cạnh ngân tranh chuyện gì thế cô nương lục đồng nhìn nàng ta muốn biết yến hội mùa hè ở thịnh kinh khi nào sẽ bắt đầu ngân tranh chớp chớp mắt sau đó cười danh mãnh cô nương yên tâm cứ để ta lo. Ý định ban đầu của Lục Đồng là Triệu Thị có thể sẽ tham gia yến hội mùa hè. Lúc đó, Đồng Phu Nhân thuận miệng nhắc đến, có lẽ tiêm tiêm có thể được phán quan Phu Nhân để ý đến. Nhưng hành động của Đồng Phu Nhân nhanh hơn Lục Đồng tưởng tượng rất nhiều. Ba ngày sau, tại Phạm Phủ ở Thịnh Kinh, những con chim sáo trong lồng treo ngoài cửa mới sáng sớm đã ồn ào. Trong đình ở sân nhỏ có một phu nhân đang ngồi, Phu nhân mặc y phục vài xa, lông mày thanh mảnh, đôi mắt trong, xinh đẹp tuyệt trần. Chính là thê tử của Thái phủ tự Khanh Đồng lão gia, Đồng phu nhân. Tiểu Đồng phục vụ bên cạnh bưng trà lên, thấp giọng nói: "Xin phu nhân đợi một lát, phu nhân nhà ta sẽ tới ngay." Đồng phu nhân gật đầu. Phạm lão gia Phạm Chính Liêm hiện đang là phán quan của Thẩm hình viện, trong vòng mấy năm được thăng chức rất nhanh, phu nhân của ông ta cũng được thơm lây hôm nay đồng phu nhân tới đây để đưa thiệp mời cho phạm phu nhân chờ khoảng nửa nén nhang từ phía xa thấy một đám nha hoàn mặc áo xanh đỏ hộ tống một phu nhân trẻ tuổi yểu điệu bước tới thiếu phụ này mặc một chiếc váy dài màu hồng đào thêu chỉ vàng lông mày như trăng lưỡi liềm trên tóc đeo bộ dao bằng vàng khảm hồng ngọc làn da mềm mại như cánh hoa đào nàng bước tới chỗ đồng phu nhân lau mồ hôi bằng chiếc khăn tay màu xanh thiêu hoa quả mỉm cười với đồng phu nhân, "Tỷ tỷ đợi lâu rồi phải không?" "Đây là Triệu thị, phu nhân của phán quan Phạm Chính Liêm." Đồng phu nhân quan sát Triệu thị. Triệu thị rất xinh đẹp, đôi lông mày hình trăng lưỡi liềm, khuôn mặt ửng hồng như trái đào. Nàng còn có một cái tên động lòng người, Phi Yến, trùng tên với một yêu cơ họa quốc từng được ghi trong sử sách. Nàng cũng tự biết mình có dung mạo xinh đẹp, khi nhìn người khác luôn tỏ ra có chút kiêu ngạo. Bất cứ khi nào tham dự một sự kiện nào đó, nàng đều không thích bị người khác chiếm mất phần nổi bật. Ví như hôm nay không tham dự một buổi họp mặt nào mà nàng cũng ăn vận trang điểm kỹ càng như vậy. Đồng phu nhân mỉm cười nói, đâu có, ta vừa mới ngồi xuống thôi. Sau đó lệnh cho nha hoàn bên cạnh dâng thiệp mời, thiệp mời đến yến hội mùa hè mấy ngày tới, ta đích thân mang đến cho muội. Triệu thị trên mặt có chút xấu hổ, làm phiền tỉ tỉ quá đáng lẽ chiều hôm qua là ta đến phủ để nói chuyện kết quả là lão gia bận công vụ ta cứ chờ mãi chờ đến khi thắp đèn nên đành bó tay đồng phu nhân lén trợn mắt trong lòng triệu phi yến trước khi xuất giá là con gái của một vị quan nhỏ thất phẩm gia cảnh cũng không được coi là giàu có vốn dĩ gà cho phạm chính liêm cũng coi như môn đăng hộ đối ai có thể ngờ rằng người phu quân này lại may mắn như vậy quan lộ suôn sẻ chỉ trong vài năm mà đã trở thành phán quan của thẩm hình viện. Xem tình hình này, có lẽ vẫn sẽ tiếp tục thăng quan. Sự nghiệp của phu quân ngày càng lên cao, trong khi nhà vợ lại không hưng thịnh bằng, chỉ có thể càng thận trọng hơn. Triệu Phi Yến mỗi ngày đều ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, tuân thủ tam tòng, tư đức. Chờ Phạm Chính Liêm tan làm, nàng sẽ cùng hắn ăn cơm tối, khi Phạm Chính Liêm bận xử lý công vụ Triệu Phi Yến sẽ ngồi thiêu túi thơm ở một bên. Trong mắt Triệu Thị, đây là một sự lãng mạn ngọt ngào, nhưng trong mắt Đồng Phu Nhân thì không. Sao phải khổ như thế? Đồng Phu Nhân vỗ nhẹ vào tay Triệu Thị, thở dài, Phạm Đại Nhân thật may mắn khi có được thê tử đảm đang như muội. Triệu Thị khiêm tốn mỉm cười. Nhưng chẳng phải lúc trước mùi đã nói là Phạm Đại Nhân tháng này được nghỉ sao? Sao còn bận thế? Triệu Thị Phi một tiếng đều là chuyện lông gà vỏ tỏi không biết những người khác trong thẩm hình viện làm việc kiểu gì cứ rời chàng ấy ra là không làm được gì mặc dù lời nói có ý khiển trách nhưng giọng điệu của nàng lại có phần tự mãn phạm chính liêm này hiện là phạm thanh thiên nổi tiếng ở thịnh kinh mọi người đều nói rằng hắn có khả năng làm việc rất tốt phán quyết rõ ràng ai ai cũng công nhận thẩm hình viện sẽ không thể tồn tại một ngày nếu không có phạm đại nhân Đồng phu nhân nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia diễu cợt. Ai cũng biết Phạm Chính Liêm là một kẻ háo sắc, nhưng hắn cũng quan tâm đến danh tiếng của mình. Mặc dù không đến nỗi nuôi ngoại thất ở bên ngoài nhưng hắn cũng không tính là trong sạch. Tin đồn về oanh oanh yến yến bên cạnh hắn, triệu thị hẳn là cũng biết. Nhưng nàng không chỉ muốn che đậy cho chồng mà còn muốn tự lừa mình dối người. Triệu phi yến mang vẻ đẹp của yêu cơ họa quốc, nhưng lại hiền lương thục đức hết mức không biết vị yêu cơ trong sử sách khi thấy hậu duệ cùng tên với mình lại hèn mọn đến mức như vậy, thì sẽ có suy nghĩ gì? Trong khi đồng phu nhân đang suy nghĩ, triệu thị đã cầm lên vạt váy của đồng phu nhân nhìn qua và khen ngợi, y phục này của tỷ tỷ trông đẹp quá. Triệu thị yêu cái đẹp nhất và luôn là người đầu tiên mặc những bộ y phục và trang sức thời trang mới nhất ở thịnh kinh. Đồng phu nhân hiểu ý, mỉm cười nói, tháng trước con trai ta hiếu kính mấy khúc vải xa. Ta thấy trời nóng nên vừa hay mang ra may váy áo. Nếu muội muội thích, khi về ta sẽ sai người mang tặng muội mấy khúc vải nhé." Triệu thị sờ sờ vạt váy của Đồng phu nhân hồi lâu, vẻ không nỡ rời tay, cuối cùng lắc đầu, "Thôi, không cần đâu." Không phải Triệu thị ngại không muốn nhận, mà sự thật là chất liệu vải xa này mặc lên người nàng thì sẽ không đẹp bằng Đồng phu nhân. Triệu thị khuê danh là Phi Yến, nhưng nàng hoàn toàn khác với vị tuyệt sắc giai nhân có thể nhảy múa trên lòng bàn tay. Thân hình nàng đầy đặn và mập mạp, vừa vặn với dung nhan xinh đẹp, vẻ đẹp đầy đặn như chuỗi ngọc. Đáng tiếc bản thân Triệu phu nhân không biết trân trọng vẻ đẹp của chính mình, so sánh với đó, nàng vẫn thích vẻ đẹp mảnh mai như nhành liễu trước gió hơn. Đặc biệt trong những ngày gần đây, Phạm Chính Liêm đã nhiều lần vô tình nhắc đến một nữ thuộc hạ của mình. Triệu thị đã từng nhìn thấy cô nương đó trước đây. Nàng ta không đẹp bằng mình, nhưng vòng eo lại thực sự rất thon thả. Triệu thị nhìn chằm chằm vào chiếc váy xa màu xanh như tuyết của đồng phu nhân, đột nhiên nói, nhưng sao muội thấy gần đây tỷ tỷ có vẻ gầy đi một chút. Đồng phu nhân sừng sốt, gầy đi thật này, cằm cũng thon gọn hơn rất nhiều. Triệu thị nhìn từ trên xuống dưới đồng phu nhân, có phải gần đây tỷ tỷ vất vả quá rồi không? Mặc dù lời nói quan tâm nhưng trong mắt triệu thị không có chút lo lắng nào mà có ý dò hỏi. Đồng phu nhân cũng hiểu. Triệu Phi Yến luôn trân trọng về ngoài của mình, vì thân hình đầy đặn nên nàng đặc biệt chú ý, vòng eo lớn hơn một chút cũng giống như đối mặt với kẻ thù. Hiện tại nàng ta bề ngoài thì có vẻ quan tâm đến sức khỏe của đồng phu nhân, nhưng thực chất lại muốn thăm dò xem làm thế nào mà đồng phu nhân có thể giảm cân. Đồng phu nhân ban đầu định nói qua qua cho xong, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó bà dừng lại sau đó nở nụ cười đến gần triệu thị thần bi nói nói thật với muội mấy ngày nay ta đã gầy đi trông thấy thật nhưng không phải vì mệt mỏi quá độ mà là nhờ trà thuốc trà thuốc đúng đó là trà thảo dược tên là tiêm tiêm ở nhân tâm y quán trên phố tây loại trà thảo dược này rất khó mua nếu không phải ta có quen biết với đại phu ở đó thì cũng khó mà mua được đồng phu nhân mỉm cười đáp. Tiêm tiêm, triệu thị lẩm bẩm mấy lần, ánh mắt chuyển động, nhưng lời nói lại không tin, tỉ tỉ gạt mũi, trên đời làm sao có loại trà thần dược như thế được. Đồng phu nhân thở dài, ai thèm lừa muội Trà thảo dược đó là hàng thật giá thật đó, ta mới chỉ dùng nửa bình thôi mà đã thấy khá hiệu nghiệm rồi. Nghe nói còn biến một đồ tể bán thịt lợn thành phan an nữa đó. À đúng rồi, Phan ăn thịt lợn đó bây giờ đang bán hàng ở cổng miếu phía đông thành đó. Số người đến để xem hắn mỗi ngày đủ để xếp hàng từ đầu phố tới cuối phố. Nếu muội không tin thì sai người đi xem xem có phải sự thật hay không. Nhưng mà, trà thảo dược này hiếm có, ta cũng chỉ có một bình, cho dù muội muội muốn thì sợ là sẽ phải chờ mấy ngày. Không nói thì cũng không sao, một khi đã nói ra, Triệu thị lại càng ngứa ngáy mất kiên nhẫn. Nàng vốn bị lời nói của đồng phu nhân thu hút, ngày thường nàng cũng luôn coi trọng loại chuyện này nhất. Nghe được lời này, đầu lý do gì phải chờ đợi, lập tức sai Nha Hoàn đi đến cổng miếu phía đông thành để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi Nha Hoàn rời đi, đồng phu nhân nói chuyện với Triệu thị thêm một lúc, thấy Triệu thị lơ đãng nên đồng phu nhân đứng dậy rời đi. Sau khi ra khỏi phạm phủ, lên xe ngựa, người hầu bên cạnh hỏi, "Phu nhân tại sao người lại nói với phạm phu nhân về nhân tâm y quán cho dù là để giúp lục đại phu nếu người khác biết về chuyện của thiếu gia nếu bệnh phổi của đồng lân bị các vị phu nhân biết được vậy thì hôn nhân của đồng lân sau này sẽ gặp chờ ngại. ta đương nhiên biết nụ cười của đồng phu nhân muội dần chỉ là hiếm khi thấy nàng ta thích nên nói ra coi như ân tình mà thôi lục đồng kia đã đích thân hứa với ta nàng ta sẽ không nói cho người khác về bệnh tình của Lân Nhi. Một khi bí mật bị lộ ra ngoài, ta có thể khiến nàng ta sống không bằng chết. Hơn nữa, đồng phu nhân ánh mắt chuyển động, ta cũng không hoàn toàn là vì giúp nàng ta. Lục đồng ba ngày trước đã gửi một hũ trà thuốc cho đồng phu nhân, hy vọng đồng phu nhân có thể truyền bá cho nàng trong giới quý tộc ở Kinh Thành. Lúc đó đồng phu nhân cũng thản nhiên đồng ý, nhưng thực ra bà cũng không thực lòng để tâm, dù sao việc chủ động thừa nhận mình dùng trà giảm béo cũng không phải chuyện đáng khoe khoang gì. Nhưng suy nghĩ của bà đã thay đổi sau khi Vương Mama trở lại. Vương Mama, người đã đưa Lục Đồng trở lại y quán, báo lại với bà rằng đã nhìn thấy Bùi Vân Ánh đang đợi Lục Đồng ở cổng Nhân Tâm y quán. Hai người cư xử rất thân mật, nói chuyện và cười đùa vui vẻ. Điều này khiến đồng phu nhân phải suy nghĩ nhiều hơn. Lần đó ở chùa Vạn Ân, Bùi Vân Ánh đến cứu lục đồng, đồng phu nhân đã nghi ngờ về mối quan hệ của họ. Mặc dù đích thân lục đồng thừa nhận mình có quan hệ thân thiết với triệu ninh công thế tử nhưng trong lòng đồng phu nhân vẫn luôn có chút nghi ngờ. Dù sao, một người là một quý tộc trẻ tuổi đầy triển vọng, xuất thân ra thế danh giá, người còn lại là một nữ y sĩ bình dân, địa vị thấp kém, danh phận và địa vị tranh lệch thực sự quá lớn. Nhưng Vương Ma Ma đã tận mắt nhìn thấy, không thể giả được. Lục Đồng và Bùi Vân Ánh có gian tình. Giúp đỡ Lục Đồng cũng là giúp đỡ Bùi Vân Ánh, điện tiền chỉ huy sứ được thánh thượng vô cùng dùng ái, hơn nữa phụ thân của hắn, Triệu Ninh Công, có địa vị rất cao trong triều đình. Đáng tiếc cả hai cha con bề ngoài nhìn đều có vẻ dễ nói chuyện nhưng thực chất lại cực kỳ kiêu ngạo, khó gần có quan hệ với Lục Đồng, không cần lo lắng không nắm được Bùi Vân ánh trong tay. Người hầu gật đầu như hiểu ra điều gì đó, sau đó nhìn vẻ mặt Đồng phu nhân, cẩn thận nói, "Phạm đại nhân bây giờ cũng chỉ là một chức phán quan, không bằng chức quan của lão gia. Làm sao đáng để phu nhân phải đích thân đi một chuyến?" Câm miệng, người hầu không dám nói thêm nữa. Đồng phu nhân lạnh lùng nhìn nàng, "Ngươi biết cái gì?" Phạm Chính Liêm bây giờ nhìn lại chức quan của hắn quả thực không bằng thái phủ tự khanh. Tuy nhiên, đích thân lão gia nhà mình đã từng nhắc nhở rằng Phạm Chính Liêm sau lưng có thể có mối liên hệ nào đó với thái sư phủ. Ai cũng biết hiện tại Tề đại sư đang nắm quyền, đồng đại nhân còn đang lo lắng vì không tìm được cách để kết giao với thái sư phủ, có mối quan hệ này rồi thì về sau sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Vì vậy, đồng phu nhân thỉnh thoảng lại tìm mấy loại son phấn tơ lụa để gửi tặng cho Triệu Phi Yến, nghĩ rằng Triệu Phi Yến yêu cái đẹp thì sẽ thích. Tuy nhiên, Triệu Phi Yến có con mắt tinh tường, lại kén trọn, điều này thường khiến đồng phu nhân tức giận đến mức ở sau lưng thầm trợn mắt. Bây giờ Triệu Phi Yến đang bị ám ảnh bởi việc giảm béo, trà thảo mộc ở y quán của lục đồng có thể nói là trợ thủ đắc lực kịp thời, e rằng sẽ tốt hơn bất cứ thứ gì khác. Lấy được lòng Triệu Phi Yến, nàng ta bên gối thổi gió một chút, mối quan hệ giữa lão gia nhà mình và Phạm Chính Liêm cũng sẽ trở nên thân thiết hơn. Đồng phu nhân khẽ mỉm cười. Bà không muốn giống như Triệu Phi Yến, lúc nào cũng trang điểm trưng diện như yêu tinh chỉ để trói buộc trái tim của phu quân. Giúp sức được cho nam nhân trên quan trường, vẫn là có ích hơn sắc đẹp nhiều. Phu nhân hạ rèm xe xuống, ngả người ra sau, nhắm mắt lại nói, đi thôi. Trường 60, Triệu Phi Yến. Cô gái, vị tiểu phủ đại nhân đó thật đáng sợ, rõ ràng đang cười, nhưng sao lại trông giống như Diêm La Điện. Sau khi phủ vân ảnh rời đi, trong y quán, Ngân Tranh cẩn thận bước đến gần lục đồng, thấp giọng hỏi, anh ta nhắc đến chuyện nhà họ Kha, không lẽ đã phát hiện ra điều gì sao? Lục đồng lắc đầu, không, dù có phát hiện ra, cũng không có chứng cứ. Nhà họ Kha đã hoàn toàn sụp đổ, Nhân chứng duy nhất là Vạn Phúc đã rời khỏi kinh thành từ nhiều ngày trước cùng vợ con, không rõ tung tích. Tân phụ của nhà họ Kha đã trở về nhà mẹ đẻ, cây đổ bầy khỉ tan, gia nhân nhà họ Kha kẻ trốn, người chạy, duy chỉ còn bà Kha, nghe nói không lâu trước đã xảy ra xô xát với người hầu ăn cắp tài sản, bất cần ngã xuống đất, được đưa lên giường nằm không bao lâu đã tắt thờ. Nhà họ Kha từng được phủ thái sư yêu ái một thời, giờ đã suy tàn phù vân ảnh thân là chỉ huy sứ điện tiền ti dù có nghi ngờ về chuyện nhà họ kha chỉ cần không muốn tự hủy hoại tiền đồ anh ta sẽ không dính vào những vụ án liên quan đến triều đình trước tự chuốc phiền phức chuyện này coi như đã qua ngân tranh vẫn còn chút lo lắng thấy lục đồng không để tâm dần dần cũng yên lòng đưa cho lục đồng một chén trà thấp giọng hỏi cô nương hôm nay cô đến phủ họ đồng mọi việc suôn sẻ chứ Lục đồng ưm một tiếng, nhận lấy chén trà từ tay ngân tranh nhấp một ngụm. Trà đắng, xua tan cây nóng mùa hè, cô khép nắp trà, đặt chén xuống, nhẹ nhàng xoa xoa chán. Những ngày gần đây, cô làm tiêm tiêm rồi bảo người dân đồn thổi chuyện lò mổ bàn an, chẳng qua là để danh tiếng của loại trà này lan rộng, đến tai những người có quan tâm. Ví dụ như vào tai quan tòa phạm chính liêm của Viện Thẩm Hình, Phạm Chính Liêm nổi tiếng ở Kinh Thành với biệt danh Phạm Thanh Thiên, là người tinh tường, cương trực. Chính là vị Phạm Thanh Thiên này đã buộc tội và truy nã Lục Khiêm, khiến anh trở thành kẻ bị truy đuổi. Cô hoàn toàn không biết gì về nhà họ Phạm, và dù độ ra có cẩn trọng, họ cũng không chịu bán thông tin về quan chức, nên tiếp cận nhà họ Phạm là chuyện của Lục Đồng. Cô chỉ là một đại phu bình thường, y quán. Người như Phạm Chính Liêm luôn tìm đến các quan y của viện Hàn Lâm để chữa bệnh, cô không có cơ hội nào khác. May mắn thay, ngân tranh rất tài giỏi, cố gắng moi được chút thông tin hữu ích từ miệng Đỗ Trường Khanh, hàng xóm và bạn của ông. Bà Phạm, vợ của Phạm Chính Liêm, có dáng người đầy đặn, luôn muốn eo thon gọn, vì vậy Lục Đồng đã làm tiêm tiêm. Khi lớp trà này trở nên nổi tiếng ở kinh thành và được các phu nhân, tiểu thư quý tộc ưa chuộng, có thể bà Phạm sẽ biết đến nó. Kinh thành rất lớn, dân số của cả huyện Thường Võ cộng lại cũng không bằng một trang trại nông thôn ở ngoại thành. Để một tin tức đến tay người cần nghe là một sự tình cờ và ngẫu nhiên. Nhưng cô có sự kiên nhẫn, một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, không từ thủ đoạn nào, đổi cách khác, một tháng hai tháng, một năm hai năm, người kiên trì tiếp cận người khác, cuối cùng sẽ tìm được cách lục đồng vô thức sờ vào những hoa văn nổi trên chén trà lời của đồng lân hôm nay lại vang lên bên tai cô trong vài ngày tới kinh thành sẽ tổ chức tiệc quan hạ tất cả các phu nhân tiểu thư đều sẽ tham dự mẹ tôi cũng không muốn bị lép vế trong buổi tiệc tiệc quan hạ tất cả các phu nhân tiểu thư sẽ tham dự không biết phu nhân của phạm chính liêm bà triệu có đến không Hôm nay cô đã dùng lời lẽ để lừa đồng phu nhân, khiến bà tin rằng cô và phù vân ảnh có mối quan hệ đặc biệt. Sau đó vương mama trên xe ngựa cũng tận mắt thấy phù vân ảnh đến trước cửa y quán tìm cô. Nếu không có gì bất ngờ, vương mama sẽ báo cáo sự việc này với đồng phu nhân. Đồng phu nhân một lòng muốn hòa giải với phù vân ảnh, dù để bán mặt mũi cho phù vân ảnh cũng sẽ giúp cô đề cập vài lời trong tiệp quan hà. Trong lòng lục đồng dần dần nảy sinh một lớp hy vọng đã lâu không thấy niềm hy vọng này giống như con bọ đen mà ngụy nương từng đặt lên vết thương của cô nó bò vào cơ thể cô di chuyển trong tứ chi làm cô cảm thấy dùng mình dưới da vừa khát khao vừa sợ hãi cô hít sâu một hơi kiềm chế sự dùng mình đó gọi tên người bên cạnh ngân tranh chuyện gì vậy cô nương lục đồng nhìn cô tôi muốn biết khi nào tiệc quan hạ sẽ bắt đầu ở kinh thành. Ngân tranh chớp mắt, rồi cười gian, cô yên tâm, để tôi lo. Lục đồng nghĩ rằng, trong tiệc quan hạ, bà Triệu có thể sẽ tham dự, lúc đó đồng phu nhân tiện miệng nhắc đến tiêm tiêm, có lẽ sẽ giúp cô kết nối với phu nhân của viên quan tòa. Nhưng đồng phu nhân hành động nhanh hơn cô tưởng. Ba ngày sau, tại phủ phạm gia ở Kinh Thành con chim bát quái treo ngoài phòng đã bắt đầu kêu sớm. Trong lương đình nhỏ của tiểu viện, ngồi một phụ nữ mặc áo sa xa màu xanh nhạt, mày thanh mắt tú, sắc đẹp lộng lẫy, chính là vợ của thái phủ tự khanh đồng đại nhân, đồng phu nhân. Bên cạnh có một tiểu đồng dâng trà, thấp giọng nói, phu nhân chờ một lát, phu nhân nhà tôi sẽ đến ngay. Đồng phu nhân gật đầu. Phu quân của Phạm Gia, Phạm Chính Liêm, là quan tòa của viện thẩm hình, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, thăng tiến rất nhanh trong vài năm, kéo theo phu nhân của ông ta cũng được hưởng lây. Hôm nay đồng phu nhân đến để gửi thiệp mời tiệc quan hà. Đợi khoảng nửa nén nhang, từ xa có vài tỷ nữ mặc đồ đỏ xanh đi tới, giữa họ là một phụ nữ trẻ duyên dáng. Người phụ nữ trẻ mặc váy dài màu hồng, tóc búi cao, mày như trăng mới, đeo trang sức vàng với ngọc đỏ, dáng người thanh tú, da trắng như ngọc kiều diễm như hoa đào, như một quả vải vừa bóc vỏ, rực rỡ lộng lẫy. Cô ta bước đến bên đồng phu nhân, dùng khăn tay màu xanh lục lau mồ hôi, cười nói, chị chờ lâu chưa? Đây chính là phu nhân của Phạm Chính Liêm, bà Triệu. Đồng phu nhân ngắm nhìn bà Triệu. Bà Triệu rất đẹp, mày như trăng mới, da trắng như hoa đào, tên thật là Phi Yến, trùng tên với mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử bà ta biết mình đẹp, luôn có chút kiêu ngạo khi nhìn người khác. Thường ngày dù là dịp gì, bà ta cũng không muốn bị người khác lấn át. Ví dụ hôm nay không phải buổi tiệc nhỏ, bà ta cũng đã ăn mặc lộng lẫy. Đồng phu nhân cười, không, tôi mới ngồi xuống, rồi bảo tỷ nữ đưa thiệp, đây là thiệp mời tiệc quan hạ, tôi mang đến tận tay chị. Bà Triệu tỏ vẻ xấu hổ, phiền chị quá, lẽ ra hôm qua tôi phải đến nhà chị. Nhưng ông nhà bận rộn, tôi chờ đến tối mà không xong việc, đành phải thôi. Đồng phu nhân thầm lầm bẩm trong lòng. Bà Triệu trước khi lấy chồng là con gái của một quan nhỏ từ bậc thứ bảy, gia cảnh không mấy khá giả. Ban đầu lấy Phạm Chính Liêm cũng xem là môn đăng hộ đối, không ngờ chồng bà ta lại gặp vận may, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, chỉ trong vài năm đã làm quan tòa của viện thẩm hình. Có vẻ anh ta sẽ tiếp tục thăng tiến. Chồng bà ta thăng tiến nhà ngoại không thịnh vượng bà ta càng phải cẩn trọng bà triệu ngày nào cũng tự làm mình trở nên đẹp hơn tuân thủ nghiêm ngặt tam tòng tứ đức chờ chồng về cùng ăn cơm khi chồng làm việc bà ta ngồi cạnh thắp hương những việc này trong mắt bà triệu là niềm vui trong mắt đồng phu nhân lại là chuyện lãng phí thật không cần thiết đồng phu nhân vỗ tay bà triệu thở dài anh phạm có người vợ hiền như chị thật là phúc của anh ta bà triệu khiêm tốn cười nhưng chị nói trước đó phạm đại nhân tháng này sẽ nghỉ phép sao giờ vẫn bận rộn bà triệu nhăn mặt toàn chuyện vặt vãnh không biết mấy người trong viện thẩm hình làm gì cứ như không thể thiếu ông ấy dù là trách móc giọng điệu vẫn có chút tự hào phạm chính liêm giờ nổi tiếng là phạm thanh thiên ai cũng khen ông ta làm việc giỏi công minh liêm khiết ai cũng nói viện thẩm hình không thể thiếu phạm đại nhân một ngày nghe vậy đồng phu nhân ánh mắt lóe lên chút chế diêu ai cũng biết phạm chính liêm yêu sắc nhưng lại chú trọng danh tiếng dù không nuôi ngoại thất cũng không hoàn toàn trong sạch những chuyện ong bướm bà triệu chắc chắn biết không chỉ phải che đậy cho chồng còn phải tự lừa mình triệu phi yến mang tên của mỹ nhân nổi tiếng lại sống như một người vợ hiền không biết mỹ nhân trong lịch sử thấy người mang tên mình sống khổ sở thế này sẽ nghĩ gì Đồng phu nhân đang nghĩ, bà Triệu cầm tay áo của đồng phu nhân, ngắm nhìn rồi khen, chị mặc áo đẹp quá. Bà Triệu rất yêu cái đẹp, luôn muốn mặc những trang phục và trang sức mới nhất của kinh thành. Đồng phu nhân hiểu ý, cười nói, con tôi tháng trước tặng tôi vài tấm lụa xa, tôi nghĩ trời nóng nên làm áo. Nếu em thích, tôi sẽ gửi tặng vài tấm. Bà Triệu nhìn áo của đồng phu nhân với ánh mắt yêu thích, nhưng cuối cùng lắc đầu, thôi bỏ đi không phải bà triệu ngại nhận mà là vì lụa xa mặc lên người bà ta không đẹp bằng đồng phu nhân bà triệu tên là phi yến nhưng hoàn toàn khác với mỹ nhân lịch sử dáng người đầy đặn phù hợp với vẻ đẹp ngọc ngà nhưng bà triệu không biết thưởng thức vẻ đẹp của mình bà ta vẫn thích dáng người mảnh mai nhất là gần đây phạm chính liêm đã vô tình nhắc đến một nữ viên quan trong tay ông ta vài lần người con gái đó bà triệu đã gặp nhan sắc không bằng mình, nhưng eo thì rất thon. Bà Triệu nhìn áo của đồng phu nhân, rồi đột nhiên nói, nhưng tôi thấy chị gầy đi nhiều. Đồng phu nhân ngạc nhiên. Thật sự gầy đi nhiều, cằm cũng nhọn hơn, chị bị mệt à. Dù là lời quan tâm, nhưng ánh mắt lại mang chút tò mò, đồng phu nhân hiểu ra. Triệu Phi Yến rất quý trọng sắc đẹp, vì dáng người đầy đặn, bà ta rất chú ý eo chỉ cần to thêm một inch là như gặp đại họa. Giờ thì nhìn như quan tâm sức khỏe, nhưng thực ra là muốn biết mình sao lại gầy đi. Đồng phu nhân định nói dối cho qua, nhưng nhớ ra điều gì, rồi nở một nụ cười, ghé sát bà Triệu, bí mật nói, không giấu gì em, tôi gầy đi nhờ uống một loại trà thuốc. Trà thuốc, phải, là một loại trà thuốc gọi là tiêm tiêm, ở y quán nhân tâm trên phố Tây. Trà này rất khó mua, nếu không nhờ tôi có quen biết với đại phu mùi quán, cũng khó mà mua được một hai lò. Đồng phu nhân cười đáp. Tiêm tiêm, bà triệu lẩm bẩm vài lần, ánh mắt hiện lên sự hứng thú, nhưng miệng vẫn tỏ vẻ không tin. Chị nói đùa, trên đời làm gì có loại trà thuốc thần kỳ như vậy? Đồng phu nhân thở dài, ai lừa em? Trà thuốc này rất thật, tôi mới uống nửa lọ đã thấy hiệu quả, nghe nói còn khiến đồ tể thành mỹ nam. Đúng rồi, Gã đồ tể bàn ăn bây giờ ở chợ đông chặt xương, mỗi ngày có cả hàng dài người đến xem. Nếu không tin, em cứ cho người đi xem. Nói thật, trà thuốc này hiếm lắm, tôi cũng chỉ có một lọ, muốn nữa chắc phải chờ thêm một thời gian. Nghe vậy, bà Triệu càng thêm tò mò, bà vốn rất quan tâm đến sắc đẹp, giờ nghe nói như thế, sao có thể chờ, lập tức ra lệnh cho tỷ nữ đi chợ đông xem thử. Tỷ nữ đi hình. Đồng phu nhân trò chuyện thêm với bà Triệu, thấy bà không yên tâm, mới đứng dậy cáo tư. Ra khỏi phủ phạm, lên xe ngựa, tỷ nữ bên cạnh hỏi, phu nhân, sao phải kể chuyện nhân tâm y quán cho phu nhân phạm? Dù muốn giúp lục đại phu, nếu chuyện của thiếu gia bị phát hiện. Nếu chuyện đồng lân bị bệnh phổi lộ ra, sau này khó mà tìm vợ. Tôi biết chứ, đồng phu nhân cười lạnh, chỉ là cô ấy thích, tôi mới giúp chút thôi. Chính Lục Đồng đã hứa không tiết lộ chuyện của Lân, nếu cô ấy tiết lộ, tôi sẽ khiến cô ấy không sống nổi. Và, Đồng Phu Nhân ánh mắt lóe lên, tôi cũng không chỉ giúp cô ấy. Ba ngày trước, Lục Đồng đưa cho Đồng Phu Nhân một lọ trà thuốc, nhờ bà ta giúp giới thiệu trong giới quý tộc Kinh Thành. Khi đó, Đồng Phu Nhân cũng chỉ đồng ý qua loa, thực ra không mấy để tâm, dù sao tự nhận dùng trà giảm cân cũng không phải chuyện đáng tự hào nhưng suy nghĩ của bà thay đổi sau khi vương mama trở về vương mama kể lại đã thấy tận mắt phù vân ảnh chờ lục đồng trước cửa y quán hai người nói chuyện thân thiết đồng phu nhân không thể không suy nghĩ nhiều lần trước ở vạn ân tử phù vân ảnh đã giúp lục đồng dù lục đồng khẳng định hai người có quan hệ đặc biệt đồng phu nhân vẫn hoài nghi dù sao một người xuất thân danh giá trẻ tuổi tài giỏi một người là y nữ bình dân địa vị và xuất thân chênh lệch quá lớn. Nhưng vương mama tận mắt thấy không thể giả. Lục đồng và phù vân ảnh có tư tình, giúp lục đồng chính là giúp phù vân ảnh. vị chỉ huy sứ điện tiền ti này rất được lòng vua, cha anh ta là công gia trong triều cũng có địa vị cao. đáng tiếc cha con họ bề ngoài dễ nói chuyện, thực ra rất kiêu ngạo, khó mà gần gũi. có mối quan hệ với lục đồng không lo gì không tiếp cận được phù vân ảnh tỷ nữ gật đầu còn nhìn đồng phu nhân dè dặt nói phạm đại nhân giờ chỉ là quan tòa không bằng lão gia sao phu nhân phải nhọc công như vậy im miệng tỷ nữ không dám nói nữa đồng phu nhân lạnh lùng nhìn cô ta cô biết gì phạm chính liêm hiện tại chức quan không bằng thái phủ tự khanh nhưng chính chồng bà đã nhắc nhở phạm chính liêm có liên quan đến phủ thái sư ai cũng biết thái sư thích quyền lực Đồng đại nhân đang lo không có cách tiếp cận thái sư, có mối quan hệ này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, đồng phu nhân thường xuyên tặng lụa là trang sức cho bà Triệu, mong lấy lòng bà ta. Nhưng bà Triệu khó tính, kén chọn, làm đồng phu nhân nhiều khi tức giận sau lưng. Giờ bà Triệu rất quan tâm đến giảm cân, trà thuốc của lục đồng đúng lúc giúp đỡ, nếu thành công, còn hơn cả tặng lụa là. Có được lòng bà Triệu, bà ta nói ngọt vài câu bên tay chồng, đồng đại nhân và phạm chính liêm sẽ gần gũi hơn. đồng phu nhân cười nhẹ, bà không muốn như bà triệu dùng nhan sắc giữ chồng, giúp chồng trên đường quan trường hiệu quả hơn. người phụ nữ hạ rèm xe, tựa người ra sau, nhắm mắt lại đi thôi. phần này đến đây là hết, mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn